Vì mỗi một người cha, người mẹ sinh con và nuôi con khôn lớn đều mong muốn con của mình được sống tốt đẹp và hạnh phúc. Ta chỉ cần nghĩ đến cha mẹ ta thì dù cho gặp sự cố gì trong cuộc đời, ta cũng phải sống cho tốt. Nhớ đó nghe. Như vậy thì quá tuyệt vời. Bà cụ gọi đâu bà cụ? Đứng lên đi đi tội nghiệp bà cụ. Thấy cái duyên đặc biệt ghê, bất tiểu mà không dám đứng lên đi bò luôn. Hiểu không? Nên từ nơi không cái gì chứ nên lâu lâu sạc sạc cười cái cũng thấy thích quý vị. Chứ bây giờ mà cứ nghiêm mà bước vô mà giảng từ đầu tới cuối mà. À, chúng ta phải tu giảng sanh nha. Không mà bây giờ cái mặt này đứng nói gì vì cũng mắc cười chứ. Nó lạ như vậy đó, vì sao? Vì nó muốn người ta cười. Thì biết tại sao mà nuôi được hơn ngàn người biết chưa? Già thì mập theo già mà trẻ thì mập theo trẻ. Con trai mập theo con trai mà con gái mập theo con gái là vì sao? Vì sao? Cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nên những đức nói rằng nếu như cuộc đời chúng ta mà cả đời chúng ta nghe mỗi từng chủ nhật mà đi đến đây cười thì quý vị biết cái ý nghĩa này cỡ nào chưa? Đúng không? Cả đời mình mỗi từng chủ nhật đi đến đây cười. Chủ nhật nào cũng nên cười chứ. Nó cười ở đây để tích tụ năng lượng về nhà tiếp tục mà cười. Thật sự mà nói, cái niềm vui là tuyệt vời lắm, nhất là niềm vui trong Phật Pháp mà hiểu được. Trời ơi, sáng nào ăn cơm nói chuyện vài câu cho các cụ cười, tối uống bột nói chuyện cho các cụ cười. Có nghĩa là cả đời con người thường cười, cười giết mà hết hô luôn. Quý vị nhìn có phải bớt hôn không? Nhìn kỹ đi. Thấy không? Rõ ràng chưa? Thôi, quý vị coi cái tấm hình ngày xưa đi. Thích hô cỡ nào chưa? Vậy đó, mà cái cười là nó đỡ hôn là đúng rồi. Cười là đỡ hôn là đúng rồi. Vì sao? Vì cười nó nuôi dưỡng tế bào. Cười nó làm cho răng của mình hạ vô trong lại. Quý vị mà không cười thì quý vị mà bực bội thì cái miệng sao? Hô đúng không? Hô đúng không? Nhưng mà cười thì sao? Nó nhặn vô không mà làm gì không bớt hô. Hiểu không? Nên từ nơi đó con người mà thiếu nụ cười thì thiếu mùa xuân. Người ta là một năm chờ mới gặp nhau để chúc mừng năm mới. Chúng ta ngày nào cũng là năm mới của ta. Thấy chưa? Người tu hành mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới tuyệt đẹp. Trời ơi, tuyệt đẹp nhất là gì? Đi rửa mặt chuẩn bị lên niệm Phật thờ. Đúng là một ngày mới tuyệt đẹp. Còn bây giờ nếu mà không niệm Phật, ngủ thêm một chút nữa thì bắt đầu thức dậy làm cái gì? Thức dậy chuẩn bị một buổi ăn sáng. Và chúng ta chuẩn bị câu đầu tiên của gia đình báo cho mình biết là gì? Tiền. Thấy chưa? Nếu như buổi sáng không niệm Phật mà không cười thì nếu buổi sáng mở mắt ra mà là tiền là phiền não. Tiền là phiền não, niệm Phật là cười vui. Nói bị nhớ nghe, buổi sáng mở mắt ra là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong phòng ngủ lúc nào cũng để máy niệm Phật xuyên suốt ở trong đó để nghe chưa? Đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật hết trơn em. Lỡ có săn hạn gì thì chăng nữa cũng nhớ lại mình đang đeo máy niệm Phật mà. Thấy chưa? Hay lắm. Bữa nay máy bấm số về. Trời ơi, chiếc máy bấm số này nhiều người nói trò chơi con nít. Trò chơi con nít mà giảng sanh về cực lạc làm Phật đó. Đừng có nói chuyện giỡn. Tại sao bây giờ tự nhiên xuất hiện cái máy bấm số này phát triển, phát động mạnh như vậy? Vì sao? Các vị coi trong cái thời cuộc này con người ta mê cái gì? Bấm điện thoại. Thì những đức lại xuất hiện ra cái gì? Bấm niệm Phật. Bây giờ tay này bấm niệm Phật, tay nào bấm điện thoại. Nếu tay này không bấm niệm Phật thì tay này bấm điện thoại, đúng không? Bây giờ con người ta ngồi đâu cũng vuốt vuốt cái này đi, vuốt này nè. Không phải hôm sau để vuốt đi. Trời ơi, lướt mấy cái kia viết mà khô khan cằn cội hết trơn. Vuốt cái kia viết mà không còn tình cảm con người nhìn xung quanh gì hết trơn. Chúng ta chỉ cần cầm cái này, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà câu Phật hiệu ngộ lắm nha quý vị. Lúc mà quý vị mà có cái chuyện buồn gì đó, câu Phật hiệu quý vị niệm nó không phải như ngày thường. Ủa, nó lạ lắm. Giống như là mình cảm với Phật, mà mình giống như tha thiết với Phật. Lúc mà bình thường như Đức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bình thường đúng không? Nhưng mà lúc những Đức có tâm trạng gì là những Đức niệm biết sao? A Di Đà Phật. Ngộ lắm nha. Mà cái điệu hay lắm, cái điệu này hay lắm nha. Bây giờ quý vị buồn, quý vị đi than thở với người ta làm chi à? Than thở người ta không giải quyết giùm cho quý vị được, mà có khi người ta còn châm dầu vào lửa có chuyện thêm. Buồn chồng buồn vợ đừng có đi than thở cho người khác, vì chưa chắc người khác giải tỏa được cho mình đâu. Mà than mà cách nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, niệm với câu này thôi tê tái cõi lòng, quý vị nghe thấy không? Mình càng buồn nào mình càng mùi dừng nấy nghe, càng buồn như nào thì càng mùi và thấm chậm nghe. A Di Đà Phật. Chưa hiểu không quý vị? Thử đi, thử đi, gọi vị cho thấy. Ôi quý vị lắng động liền à, mà trong câu Phật hiệu tự nhiên niệm ra lắng động liền, tự nhiên nó cởi mở liền, tức thờ luôn. Nó không đơn giản đâu. Đây là kinh nghiệm rõ ràng lợi ích của câu niệm Phật. Nó phải tin đó nghe. Nên bây giờ quý vị coi nè, tất cả cái hội chúng mình là ngày chủ nhật nào những Đức cũng thấy nhiều người quen, mà những Đức biết quý vị 5-6 năm về trước, mà bây giờ quý vị còn trẻ hơn. Đúng ra mấy bả mà không tu là mấy bả già chát rồi, chứ không trẻ bây giờ đâu. Mà bây giờ những Đức càng gặp bây giờ như mấy ông này là quen lâu nè, quen lâu nè. Cái ông mà chữ A Di Đà Phật ngay cái ngực là quen lâu nè. Mà những Đức thấy ông càng ngày càng trẻ. Nó lạ ra vì sao? Vì chúng ta đến với nhau là cho nhau cái gì? Cho nhau nụ cười, cho nhau niềm vui. Và cuộc đời chúng ta cảm thấy đến với nhau quá bình an. Vì đến với những Đức rất là bình an, vì những Đức biết rằng cuộc đời này vô thường, những Đức không có thủ đoạn với người khác. Thấy không? Vì coi trong nguyên một cái mùa dịch, quý vị thấy rõ ràng, phải chơi thiệt không? Tuy dịch thì dịch, nhưng mà ai vô là mở cửa liền. Đúng không? Mở cửa vô đi, vô. Thấy không? Có ai, ít ai cho vậy lắm. Dịch tao không dám, biết không? Nhưng mà công nhận chùa mình công nhận Phật giáo ngộ lạ thiệt. Cái này mới thấy hay nè. Nếu như bây giờ không ai bệnh hết thì bây giờ nó nói con người nào phải người bình thường, ai cũng bệnh nhưng mà nó không bệnh. Ừ, ghê quá. Đúng không? Thì tự nhiên người ta tăng tốc mình lên kinh quá, hiểu không? Người ta bệnh, mình cũng bệnh, để mình biết cái khổ của bệnh. Người ta đau nhất cảm xúc, mình cũng đau nhất cảm xúc, để rồi mình hiểu được cái đau nhất cảm xúc này như thế nào. Lạ thay, nguyên một mùa dịch chùa mình mấy bà già bệnh te tu, dịch gà tùm lum. Mà đặc biệt thay mùa dịch không chết là lạ thiệt. Hết dịch rồi chết. Để thấy ngộ không? Mùa dịch không chết, hết dịch mới chết. Đúng là người tu mới tuyệt vời. Số 1 bây giờ không chết kinh liệt luôn, chết liên luôn mà đâu có dịch hết mới chết. Mà mùa dịch bệnh te tua, bệnh xong khỏe re, không chết, không có chết. Có đúng một bà già ở trong chùa tự nhiên đang khỏe vậy, bà không có bệnh, con của bà đem về nhà bà dính dịch ở nhà, bà chết queo. Còn mấy bà già bệnh trong chùa te tua, không bà nào chết hết, những Đức cũng không chết luôn. Thấy chưa, ngộ ghê không? Thấy chưa, những Đức tin 100% học Phật, Phật sắp xếp. Thấy chưa? Nên cuộc đời mình mà được gì Phật cũng sắp xếp. Nhưng nếu bệnh nó chết cả chùa luôn Phật cũng sắp xếp. Đúng không? Trời ơi, mình đã chết rồi mình còn sợ cái gì? Thấy không? Cuộc đời của người chỉ chết có một lần, chết queo rồi sợ cái gì? Nên có những bà, những ông mà gặp những Đức nói: thầy ơi, con dự định là khi con chết đi, con có một cái nguyện là phải được hộ niệm và được quý thầy đưa tiễn đi làm những cái nghi thức như ở trong Phật giáo làm. Rồi con cũng có mua được một miếng đất ngay cái chỗ đó, phong thủy coi tốt lắm. Khi chôn chỗ đó một cái là con cháu mà ăn nó phát đạt, phát lên như thật. Mà mua rồi thầy, mua miếng đất 500 triệu thầy ơi, rồi xây kim tỉnh thêm 100 nữa là 600.
Mà cái miếng đất đó thầy biết rằng bữa nào thầy đến thầy coi đi, thấy không? Mặt nhìn về Tây, chân hướng về Đông, nó có nghĩa là cái phong thủy nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Những đức nói nếu bà mai mốt bà chết bà không được chôn đó thì sao? Trời ơi, sao thầy nói vậy? Mua gòi mà chết sao không chôn đó được? Những đức nói lỡ chết nó không chôn đó thì sao? Ai biết được, lỡ bà chết ngay nhà thì nó đem nó chôn vào chỗ đó. Lỡ bà đi đâu bà chết bất đắc kỳ tử, bà chết không ai hay, có chôn ở đó đâu. Rồi lỡ bà không được chôn ở đó rồi bà nghĩ gì sao? Không lẽ rồi bà đi lỡ đó bà giữ cái mộ đó hả? Sao bà niệm Phật mà bà tính vậy? Bà niệm Phật bà cứ toàn tâm bà niệm Phật và cho tốt đi, thì cuộc đời của bà Phật sắp xếp hết trơn rồi. Bà đừng có suy nghĩ những cái chuyện đó làm cái gì, bà cứ niệm Phật đi. Những đức như bà, những đức lấy 600 triệu đó, những đức đi cho người khiếm thị mua máy niệm Phật cho người ta còn có ý nghĩa hơn. Cuộc đời con người đến thế gian này mang cái thân này khổ quá trời, mà bà muốn lưu trữ cái thân này lại làm chi nó cho nó mệt. Chết xong rồi ai muốn làm sao người ta làm kệ người ta, hiểu không? Như trong chùa mình có nhiều người chết xong rồi đi thiêu, thiêu xong rồi bỏ hũ cốt, một là đem qua bên kia thờ, hai là gia đình người ta có nguyện qua 49 ngày đem xuống biển giải cái là xong, thân tứ đại trả về cho tứ đại. Đại lão hòa thượng Hư Văn, một vị đại lão hòa thượng như vậy mà khi chết xong rồi di chúc để cho đệ tử: ta khi chết đi các con thiêu cho cốt của ta cho nhuyễn, xây ra cho nhừ, lấy bột trộn như cho cốt của ta, dò từng viên tròn tròn, cho thêm miếng muối, miếng đường, miếng bột ngọt vô. Đệ tử giật mình: chứ gì thầy, không lẽ thầy kêu chi cái chúng con ăn? Nói không, tất cả các con thì được ta truyền giáo pháp có duyên rồi, bây giờ ta chết đi, ta muốn các con làm điều này để ta kết duyên với các loài thủy tộc dưới biển, con hiểu không? Cá với con này con kia dưới kia nó chưa nghe ta thuyết pháp, nên thôi ta dùng cái thân của ta để mà kết duyên với những loài thủy tộc nghe con, hiểu không? Vì đại lão hòa thượng khi chết đi di chúc cái gì? Còn viên từng giò viên tròn tròn mà ổng còn nói rằng kêu để miếng đường muối bột ngọt vô nữa trời. Tâm địa gì lớn vô cùng, quý vị thấy trong cuộc đời con người chúng ta là kẻ bình thường thôi, tự nhiên mình chưa chết mà mình chuẩn bị trời gì đâu mà tiền bạc quá trời. Mình á, khi mình gần chết á, cuộc đời mình tuổi già mình di chúc lại: con ơi, mua cho ba mẹ cái quan tài rẻ rẻ con à, vì quan tài mắc tiền quá, đi đốt tốn dầu lắm con ơi, nhiên liệu bây giờ hao hụt lắm, thấy không? Mua quan tài gòn hay quan tài gì mà mỏng mỏng á con, để vào cái phù lên cái là xong, thấy không? Trời, người ta đi thiêu hoài, quan tài mà nặng và mắc tiền là thiêu lâu lắm. Mà quan tài mà xịn quá thiêu xong nó cho cốt nó không có được đẹp, dốt kỳ cục lắm, biết không? Nên mình mua quan tài cho rẻ nhất rồi di chúc lại, đừng có cắm hoa gì tùm lum, đừng có ai mà đi mấy cái vòng hoa tùm lum nghe con. Kêu người ta 500 triệu đó đó để vô cái thùng tam bảo đó, rồi đem tiền đó đi giúp người nghèo khổ, mua gạo cho người ta trong 49 ngày, làm việc đó đi con. Chứ cắm hoa làm chi cho nhiều, vài ba ngày sau heo queo thành rác, còn phải đem liền vô thùng rác, cực khổ người ta, ô nhiễm môi trường con à. Thấy hài thử rồi đúng không? Một là quan tài, hai là hoa, đúng không? Còn bánh trái thì có gì để cho người ta ăn thì còn được, chứ nhang hoa nhiều quá tùm lum lắm con à, đúng không? Vì chút lại ha, hai ba cái đúng không? Thêm cái nữa nè. Cái gì quên mất tiêu rồi. Cái gì? Kèn trống đừng có mướn chí. Trời, mấy cái thằng kèn trống mà nó nghe cái này nó ghét ông thầy này lắm. Thôi đừng có ghét, tại vì cái chuyện hướng dẫn người ta thôi, đúng không? Còn cái việc của các anh thì các anh làm thôi, cái chuyện hướng dẫn người ta phải hướng dẫn thôi, đúng không? Hướng dẫn cho đúng mà. Kèn trống đừng có mướn đánh tùng tùng làm chí. Cái thân xác của cha mẹ chết đi, không biết hồn có đi được gì cực lạc hay không, hay là núm níu cái thân giả tạm đó, mà bây giờ đánh sùm hết rồi, mẹ cha lãng quảng đi tùm lum,
vô là trời, mang cái thân này bây giờ á, là gọi là chúng ta còn mạnh được cái năng lực của mình á, là linh thức nó còn mạnh được, ba hồn chín vía nó còn quy về một chỗ. Nhưng khi chết rồi ba hồn chín vía nó bay tùm lum, chỉ cần mà gõ tùng 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 thì bắt đầu là trọ nó chia tùm lum tùm la chứ làm sao đây, hiểu không? Rồi thêm nữa, khổ đau gì đâu mà đi đàn những cái bài nhạc để cho người ta khóc. Nó thấy gian lạ lắm. Tụng kinh nó ma là phải lợi tụng, làm sao mà khóc mang tiền, hiểu không? Tụng mà cho mùi mặn, tụng mà rên rỉ, trời ơi mệt quá. Mà cả có những người giảng pháp gì nó ngộ nghe, giảng mới làm sao cho người ta khóc, ngộ ghê chở. Không phải như vậy, không phải giảng pháp cho người ta khóc mà là hay, mà giảng pháp cho người ta cười mới hay. Nếu như cái nhân con người ta khóc cái quả tốt không quý vị? Cái nhân cười quả mới tốt, hiểu không? Từ nơi đó mà đám ma đừng có đờn những cái bài nhạc ti 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 ti, trời, nó làm cho người ta đau xót với những cái kèn tò te tò te tò ne tò, đổ lòng khổ tâm gì đâu mà dữ dằn vậy trời. Chết thì cũng chết rồi, cái việc mà chúng ta đang làm cho ông bà cha mẹ chúng ta là làm cái gì? Là chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải làm việc thiện, chúng ta phải phóng sanh, chúng ta phải đãi đồ chay. Tất cả những việc này chúng ta phải làm. Chấp điếu thì tất cả tiền này phải làm việc thiện hết. Nhà nghèo quá thì dùng tiền này để trang trải cái chuyện đám tiệc cho cha mẹ. Xong rồi dư bao nhiêu một cắc cũng không được xài cho gia đình. Vì của cha của mẹ người ta đi, mình nghèo quá mình mới dùng tiền này để trang trải cái đám cho cha mẹ. Vì cha mẹ mình cũng không muốn vì cái đám của cha mẹ mà con phải bị nợ nần. Người làm cha là mẹ không muốn việc này, đúng không? Thì chúng ta dùng tiền này trang trải cái chuyện trong nhà, vì nhà nghèo. Còn nếu như nhà giàu thì hoàn toàn cái tiền chấp điếu một cắc cũng không được đụng. Nhớ nghe, nhà giàu mà cha mẹ sinh mình nuôi mình khôn lớn, cái trả ơn cho cha mẹ cái việc này á là chuyện quá nhỏ, hiểu không? Nên chúng ta dùng cái đồng tiền chấp điếu này hoàn toàn chúng ta phải giúp đỡ người nghèo hết, giúp người khó khăn hết, làm những việc phước thiện, đặt máy nghe pháp mỗi tuần thắp tặng cho bà con đi đến cái đám của cha mẹ. Ngay cái đám cha mẹ mất đi, người ta đến quý vị đặt vài trăm cái máy nghe pháp, người đến tặng một chiếc máy nghe pháp, tặng một chiếc máy nghe pháp, hiểu không? Nên từ nơi đó có một người sắp đặt ra là tất cả những người đến có một vị trí mời vào ngồi. Người đó giống như là người ta nói cái câu mà dẫn chương trình hướng dẫn: hôm nay cha mẹ của tôi mất, phận làm con cha mẹ mất đi là sự mất mát nhất của cuộc đời. Chúng tôi là những người học Phật, những người nghe được Phật pháp. Bây giờ nếu quý vị thương cha mẹ của tôi, nghĩ gì tôi là bạn bè của quý vị, đi đến đây quý vị có thể ngồi xuống để niệm một câu Phật hiệu để đưa tiễn cha mẹ tôi. Mỗi một người đi đến đây, tôi mời quý vị ra đây để niệm Phật cho cha mẹ cho tôi của tôi. Một giây phút nào được thì cứ niệm đi. Tất cả những người khóc lóc đi đến đây, đừng nên khóc lóc. Thương cha mẹ tôi thì niệm Phật cho cha mẹ tôi. Đúng không? Rõ ràng. Bây giờ quý vị nói rằng bây giờ ông thầy chùa mà dạy kiểu này ông ế thì sao? Đó là trời. Phật pháp mình phải chân thật mình dạy người ta chứ chàng. Mình chỉ cần mình đem cái giáo pháp thật sự mình dạy người ta thôi thì mình đâu có thiếu thốn đâu. Bây giờ mình vì cái lợi ích của mình mà mình đi kêu gọi người ta, mình làm cái chuyện mà gọi là đem kinh giáo ra đi kiếm tiền là không có đúng, hiểu không? Nên chúng ta học Phật làm sao cho nó có ý nghĩa trong cuộc đời. Tất cả những gì mà những đức hướng dẫn quý vị là cư sĩ cũng làm được. Như bây giờ thỉnh tượng Phật về mà thờ, quý vị tự làm được hết trơn rồi đó. Chỉ cần làm một cái bàn thờ đàng hoàng thôi, rồi đặt tượng Phật lên. Có bà bà hỏi: thầy thầy, thỉnh tượng Phật về ngày nào là ngày tốt để đưa tượng Phật lên thầy? Những đức nói: tờ tờ, thỉnh tượng Phật mà còn hơn là đi rước dâu, lương ngày tốt, đúng không? Bây giờ những đức hỏi bà này một cái câu đơn giản thôi nè. Bây giờ những đức đang bị nhốt trong cái thùng, rồi bà đem những đức về nhà, bà nói bà quý thương những đức bà đem về, rồi bà đi coi thầy bà hỏi coi: thầy ơi, ngày nào là ngày tốt để con mở cái thùng cho ông thầy đức ra? Những đức ở trong cũng cố gắng kêu ra một tiếng:
Bà ơi mở liền cho tôi đi là ngày tốt đó bà. Đúng không? Cái chuyện cái lý đơn giản tôi cũng hiểu nữa. Nói đây là nói đơn giản chứ chưa từng coi kinh giáo gì chứ. Cái này là xác thực luôn, vì công nhận không? Bây giờ vì có để Phật trong thùng mà gì? Mà hỏi ngày nào ngày tốt, một tuần sao mới ngày tốt thì Phật ở trong đó một tuần. Mình một tuần không thấy Phật. Hiểu không? Còn tôi mà ở trong thùng đó chắc tôi ngợp chết quá à. Tôi kêu chị ơi chị mở thùng ra cho em ra đi chị. Trời ơi trời, chị đem em về mà sao chị nhốt em trong thùng quậy chị. Đúng không? Mà chị mở ra càng sớm càng tốt. Còn giờ đi phóng sanh. Phóng sanh là giải cứu người ta. Làm sao nhanh nhất thả người ta đi. Trời ơi trời, phóng sanh mà bây giờ đang thả người ta mà giờ người ta nổi cái bụng lên. Cái bụng lình bình lên gì mà bơ bơ ngược mà hỏi bây giờ ở trên cứ là ca nói trời ơi trời, tôi sắp chết rồi trời ơi. Thả tôi đi ông ơi, ông ngợp quá rồi, thả đi. Quý vị làm nghi lễ cho nhanh nhất, gọn nhất, rồi niệm vài câu Phật hiệu, khuyên người ta vài câu. Mang thân xúc sanh là khổ lắm, với ai mà không nói được. Mang thân xúc sanh là khổ lắm. Thôi bây giờ nghe Phật pháp rồi, tôi á, đọc tam quy y, kết duyên, niệm Phật vài câu rồi tôi thả đi. Cố gắng niệm Phật để cầu sanh cực lạc nghe chưa. Đúng không? Mình đọc tam quy y cái rồi xong mình thả đi. Cho người ta nổi cái bụng trình bình đó mà làm gì mà kỳ cục ghê á. Thấy không? Bây giờ Phật pháp quý vị nghe chữ Đức nói vì thấy nó lạ. Nó có lạ mà thấy nó hợp lý không? Trong cái thời thế cơm áo gạo tiền, cái gì càng nhanh càng tốt. Hiểu không? Đừng có rề rà. Rề rà nhiều quá nó mệt lắm. Thấy không? Tại vì ông thầy là ông thầy gì? Ông thầy này là ông thầy làm thiệt, nó không có lấy tiền qua cái chương trình làm việc. Chứ nếu như mà Nhật Đức mà đi làm cái đó mà kiếm tiền thì Nhật Đức cũng vậy luôn á. Đi đổ mồ hôi nhiều nhiều quá có tiền nhiều chứ trời. Chứ mới vô mà có mấy câu mà xong, gia chủ ơi đã xong rồi. Thầy nói thầy bỏ công ít quá. Thôi cúng dường thầy 2,000 nữa sao đâu. Bữa sau nghe kéo dài nửa tiếng mà nó sức hồi thầy này nhiệt tình quá, được rồi cúng dường thầy 200. Đúng không? Từ nơi đó vị biết rằng gọn mà phải chỉ người ta cho nó đàng hoàng. Nó cái bóng xanh quý vị nghe rõ ràng rồi đó, nghe làm cho gọn, gọn nhất rồi thả đi. Mà niệm Phật cho nhiều là đúng rồi đó. Thấy không? Nó, tất cả những cái điều này như Đức nói nó vui vui vậy đó, mà quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi nghe. Nó bình tĩnh suy nghĩ đi. Nó giờ chim chóc đồ mà chuẩn bị thả đó, đem vô cái gốc cây gì mát mát cho nó để. Trời ơi, thả người ta mà đem ra ngoài nắng phơi nguyên buổi trưa chắc tao thả cho mấy con chim nó say sống hết chứ. Vì nghĩ đi, để ngoài nắng nguyên một buổi, khi thả mấy con chim nó bay lạng 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 biết sao, nó nhức đầu quá. Bây giờ như Đức bỏ bị ngoài nắng nguyên buổi cái bị chịu nổi không? Đúng không? Nên mấy con chim á đem vô mát, hoặc đem vô chánh điện hay kế cái chỗ mà ở dưới đít cầu thang á, để cho nó đó đó, cho nó mát. Kiếm cái quạt quạt nó luôn. Đúng không? Để cho nó mát mẻ chút, thả cho nó bay ngon lạnh. Bây giờ để nó ngoài nắng một chút thở nó, trời ơi thở mấy con chim, mấy chú để ngoài nắng á. Khi mà những Đức ra làm lễ, những Đức làm tranh thủ luôn, khi thả nó bay làm vậy nè. Những Đức hỏi, ủa chim sao bay kỳ con? Nó nói nắng quá say quá thầy ơi. Say nắng quá bay không nổi. Thấy chưa? Nên á, trong Phật pháp á, con người chúng ta là đặt cái tâm. Khi mà mình thờ Phật á, cũng là một cái tâm. Mà khi mà mình cứu vớt chúng sanh cũng là cái tâm. Cũng như những Đức ở tù mà quý vị thả thì thả đại đi. Ai kêu bị làm nghi lễ chi cho nó mệt. Đúng không? Khi tôi ở tù thì vô nói với tôi mấy câu đơn giản là được rồi. Làm người cố gắng quay đầu là bờ nghe chưa? Những Đức. Đừng nên làm những điều tội lỗi này. Đừng nên vì tiền bạc mà đi bán xì ke má tí. Nghe không những Đức? Làm chuyện bậy bạ như vậy nên vô tù mà ngồi đó. Bây giờ giúp đỡ tha cho đó, quay đầu đi nghe những Đức. Đúng không? Mà nói mấy câu vậy thôi thì cái ân tình đó mình thả nó đi. Chứ bây giờ những Đức ở trong tù mong ra muốn chết luôn, mới bị lỡ lỡ vì còn làm nghi lễ nữa đúng không? Ở trong chứ mình nói trời chết được. Ra càng sớm thì càng tốt nhá, gì đâu mà. Hiểu không? Đó là tất cả những gì, những cái lý luận cho quý vị dễ hiểu nhất để làm việc Phật pháp ai cũng làm được.
Chứ đâu có phải là cái người đầu tròn áo vuông này mới đi làm lễ cho quý vị được đâu. Hiểu không? Có cái vị kia nói, à, ông hướng dẫn người ta nghe. Ông hướng dẫn người ta cái gì, ông hướng dẫn cũng dễ quá nghe. Ông hướng dẫn dễ quá, có ngày người ta kiếm chuyện ông đó. Ông hướng dẫn người ta cái gì, cư sĩ cũng làm được, người xuất gia làm cái gì đây? Trời trời, người xuất gia niệm Phật chứ làm gì? Người xuất gia niệm Phật, người xuất gia tu. Mà người ta làm cái đó nên người ta có cuộc sống. Ông cứ tu đi là ông có cuộc sống à. Tôi 14 năm nay tôi có đi làm cái đó đâu mà tôi cũng mập quá trời nè. Năm nay 75kg rồi nè. Có làm cái đó đâu mà tôi cũng mập quá trời, cái bụng càng ngày nó càng bự. Coi, phải không? Thật sự mà nói, mình dạy người ta chân thật đi quý vị. Chứ đừng bao giờ mà vì một cái chút chút đó mà mình làm cho người ta không ai làm được. Bây giờ mình dạy làm sao mà cư sĩ cũng làm được mà nam nữ đều làm được hết chứ. Từ cái lễ cúng, từ cái phóng sanh, từ cái nghi thức tu làm được hết. Vậy thì Phật Pháp nó mới mở rộng được quý vị. Phật Pháp như vậy nó mới mở rộng ra. Còn nếu như chỉ có cá nhân của người tu mới làm được, vậy thì thua rồi trời. Phật Pháp mà nó phải mở rộng chứ đâu phải là làm một cái phương thuốc gì đâu mà độc quyền. Không, Phật Pháp là giáo pháp của Phật, là ai cũng làm được chứ á. Ai cũng làm được hết chứ á. Ông làm được thì ông làm, còn tôi làm được là tôi làm. Đó, chứ không có bị kỵ gì hết chứ. Có câu kia hỏi thầy, con biết một vị thầy tu nhiều chục năm, thầy này khi bệnh đau yếu, con là cư sĩ, có đến khai thị để mà cho thầy niệm Phật được không? Những đức nói, những đức tu nhiều chục năm, sau này đến khi cận tử nghiệp gần chết mà niệm Phật không được, những đức cầu cô đến khuyên những đức niệm Phật vài câu dùm. Không có nói câu khai thị gì hết chứ, nhắc dùm thôi. Khai thị chi cho nó cao xa đúng không? Lỡ nhắc dùm, thầy đang nằm im gu. Tu mấy chục năm mà có khi không niệm Phật, quý vị cuối cuộc đời á. Mình lỡ, thầy ơi thầy, niệm Phật đi nghe thầy, niệm Phật cùng với chúng con nghe thầy. Mình A-di-đà-phật, thầy niệm đi thầy. Quý vị thấy tốt không? Dù là mình tu bao nhiêu chục năm mà người ta lỡ người ta khuyên mình niệm Phật là mình cảm ơn người ta chứ. Chứ làm gì có cái chuyện mà tôi tu nhiều chục năm, tôi là một vị đại lão hòa thượng lớn, cư sĩ, không được khuyên. Dù là đại lão hòa thượng đi chăng nữa thì chúng ta cũng còn mang cái thân tứ đại, chưa phải là việc cực lạc. Thì phải cần có người giúp đỡ, hỗ trợ cho chúng ta, đúng không? À, tự nhiên mình tu mấy chục năm cái mình kêu thôi khỏi, đừng có ai đi khai thị cho tôi. Tôi tu thừa khả năng, không được. Dù thừa khả năng cũng phải thị hiện cho có người giúp, để sau này từng đời có người giúp người ta, tâm gì nó mới lớn quý vị, hiểu không? Có những người tu mấy chục năm cũng không có làm được cái gì đâu quý vị. Thật sự mà nói, chỉ giữ ngôi chùa thì làm cái gì? Nên cuộc đời những đứa cũng ngộ thay là không có chùa. Không có chùa không có sợ giữ mắt chùa, thấy không? Chùa của người ta. Nên mình ở trong chùa thì mình làm tới bờ tới bến luôn. Vậy mà cũng được 14 năm rồi chứ giỡn đâu trời. 14 năm rồi, 5 năm trên kia đâu có phải chùa Nhân Đức đâu. Vậy mà 5 năm trên kia ngộ thay mà cái số Nhân Đức nó lạ lắm nghe. Quý vị gác chân lên chán coi cái số của Nhân Đức đi. Cái số lạ lắm. Tự nhiên đi vô trong cái chùa đầu tiên thì vị chủ trì vừa gặp mình cái là tự nhiên sao không tin nghe. Cái gì cũng giao cho mình chứ nghe. Ông giao cho mình tiền bạc chùa chiền nhờ ông giao cho mình, ông đi mất tiêu. Ông đi tối ngày ông giao cho mình, chậu ở nhà mình đập chùa mình xây. Mình cắt nhà, mình làm tới bờ tới bến mà do nó không có thiếu tiền. Cái số nó ngộ ghê á. 1.500 người mà không thiếu tiền, mà tiền đến ào ào mình làm chậu mình xả tiền. Mà lúc đó những đứa ở trên kia bên, những đứa gỡ sách vở đi khắp nơi nơi. Có nhiều người ta đâu có biết những đứa đâu. Mà do cái việc đó những đứa làm ngày xưa đó. Rồi ở chùa thì những đứa sắp xếp cái ban hộ niệm mà bây giờ vẫn còn luôn. Cái phòng hộ niệm vẫn còn luôn, quý vị coi thấy chưa? Rồi các nhà cho người ta ở luôn. Mà làm cho người ta có mà cả ngày lẫn đêm làm việc vậy đó. Có khi từ 6 giờ chiều làm cho đến 3 giờ sáng rồi lên tụng kinh. Mà cứ nghĩ gì mà làm được nè, cứ nghĩ gì mà làm được nè. Nghĩ rằng bây giờ mình dẫn chúng thì thôi mình cố gắng cho anh em nó tu theo. Mình đừng có kêu nó theo mình, nhưng mà mình làm đi đặng cho nó làm theo thôi. Cứ nghĩ vậy đó quý vị. Lạ thay nghĩ như vậy mà cuối cùng làm được á.
Rồi từ từ cái vị chủ trì thấy thằng này sao kêu nói gì cũng làm được. Thôi thứ bảy mày niệm Phật đêm với người ta, mày đi vòng vòng kinh hành, mày dẫn người ta trong khu mà chuyến tu tuần á, tới thứ bảy tu thêm bữa thứ bảy, cuối cùng là nguyên đêm từ 6 giờ sáng đi cho đến 3 giờ sáng, 6 giờ chiều đi tới 3 giờ sáng, đúng không? Mày dẫn đầu mày đi, mình nói đi theo mày, mày cứ đi kinh hành, trời ơi trời, đi muốn le lưỡi luôn, đi mà bây giờ mình nghĩ mình là ship, không lẽ mình đi ngủ, mình đi ngủ mấy kia ngủ hết trơn sao trời, mình cứ nghĩ cái gì mà mình cố gắng trời, chứ quý vị cái con người ta mà từ 6 giờ chiều mình đi cho tới 3 giờ sáng mới bị nghỉ thì sao? Nó đi tới khoảng 12 giờ khuya là chân cẳng. Bởi vì những đức nói tu đêm tu ngày, những đức gành quá rồi trời ơi, tôi bị giải quá hết trơn. Mà thật sự cũng không phải phát tâm gì đâu quý vị, mà bị bắt buộc. Thật sự luôn bị bắt buộc, bị bắt buộc dẫn đầu. Cuối cùng đi, cứ đi vậy mà ban đầu thì cũng gắng, cố gắng lắm. Đi nghiêm lắm, mặt làm nè. Lúc đó hô được mỏ nhọn quét đi tới 12 giờ khuya cái miệng nó nhọn ra dài thòn. Niệm Phật thấy ông có hả? Nghĩa là niệm Phật không thấy ăn lạc gì bao nhiêu, không thấy Phật mà sao thấy cái mỏ nó nhọn quét. Thì biết sao, nguyên một đêm đi á, nguyên một đêm nó đi, bắt đầu quý vị biết nó sao biết không, nó đi kiểu như à gì. Trời ơi, đi chút nó hao năng lượng quý vị ơi, nó hao năng lượng, cái con mắt mình nó nguyên đêm nó không ngủ, nó lòi ra mắt, nó lòi bự và bá ra, mà con mắt như đứa nó bự sẵn rồi, mà cái hai bên này của mình nó hô thì nó mới nhô, thấy không, mà nó nhô mà nhờ có thịt thì nó đỡ, mà bây giờ nó đi cả đêm nó mệt rồi, con mắt nó mở ra mà cố gắng mở ra vậy nè, mở ra thì mắt nó lòi ra, thì bắt đầu mũi nó hỉnh lên, mũi trâu bự ra thêm cái nữa, bắt đầu là cái miệng chu ra, mỏ nhọn ra, hai bên đây nó hớp thịt, nó xích vô. Cuối cùng đi tới 12 giờ khuya này kia rồi, tới 3 giờ sáng vô soi gương cái mặt làm nè. Cái trời trời, địa phận đi một cái mặt ghê trời. Sáng thầy ông hỏi, con đi địa phận đêm thấy an lạc không? Những đức nói, an lạc lắm. An lạc lắm, trời trời. Vậy đó quý vị, mà 3 giờ khuya xong ra xong về lau mặt mày rồi nha, bắt đầu bận áo chàng vô bước qua tiếp tục qua tụng kinh buổi sáng. Nhà Đức đi tu 5 năm là 5 năm đó chỉ là có một thời buổi sáng à, còn bằng ngày là cả ngày cả đêm làm việc suốt vậy đó, làm việc còn hơn là cái gì nữa, còn có 49 kg à, ốm nhơm à, mà hô mà ốm mới ghê lắm. Vị biết rằng trời ơi, vị biết rằng qua tụng kinh, mà tụng kinh ngày xưa là tại vì mình chuyên nhất 15 chương kinh vô lượng thọ, vì ngày nào cũng tụng với nó thuộc, trời ơi vô mà tụng thì khỏi cần mở mắt luôn. Có cái gì mà cụ có nói công nhận thầy chú gì đâu mà hay công nhận luôn, cả đêm như vậy mà tụng kinh không sót một chữ. Nhưng Đức nói thuộc mà sót cái gì. Hồi ô mắt thì nhắm vào miệng thì đọc liều liền nó gõ, mà càng buồn ngủ như nào thì càng gõ. Mấy bà già phía sau thôi bà lộn mèo hết chứ, mình chả mình tụng lia tụng lịa bả phía sau bà gì bà chạy theo á, trời ô chạy theo bà nào bà nấy mà quăng hoài hết chứ, mình mặc kệ ai phía sau sao tôi gõ. Trời ơi nó gõ, cái chuyện này là khổ đau vô cùng, trải qua cuộc đời đúng là ghê thiệt chứ, thấy không? Vậy đó mà như thế nào, khen cái là phải lắm nha, khen cái là phải lắm. Mà câu nhận nha, chú Đức ông nhận ông này cũng giỏi thiệt luôn á, đi niệm Phật mà còn đi làm việc đồ này kia, sáng còn tiếp Phật tử nữa. Nó khen đi, khen tôi mai mốt đi chết queo. Khen hoài đi chết bây giờ đây nè, trời ơi trời, đừng có khen nữa. Cái ngã vậy, cái ngã người ghê lắm nghe, khen cái ngã nó bốc lên quý vị, nó tự nhiên gắng cố gắng lên buồn ngủ mà làm nè. Ôi trời, có khi mà cả đêm không ngủ quý vị, tiếp Phật tử mà người ta nói chuyện, có nhiều bà nói nhiều lắm, bà nói mình ngồi trời ngồi đó mà chứ ốm ghê thiệt chứ. Nhưng mà được con cái là 5 năm nghe, biết bị gì người ta khổ đau gì cũng nhận hết. Trời ơi, chùa một tuần chết 7 người, chết đi. Cuối cùng quan tài mua về chắc một nhà, chết liên luôn. Mà ngộ ghê, mình sao mà mình làm kinh khủng chợ. Trong 5 năm đó không biết bao nhiêu người chết mà mình ghinh đi, mà toàn là người già bệnh yếu đâu không à, hiểu không?
Thì cái tâm nhiệt tình như vậy tự nhiên 5 năm nó chuyển một phát một cái đi xuống cảnh giới lớn hơn. Mà có biết gì đâu, có biết ở đây đâu chợ. Mà đi vô tự nhiên hồi xưa mình ở trên tỉnh thác nhỏ, đi vô ngôi chùa này, ngôi chùa này là mình thấy bự lắm nè, chứ đâu biết Tuệ Tùng Lâm đâu. Thì bước vô ngôi chùa nó nhiều chùa bự dữ chợ. Giống như hai lúa lên thành phố chùa bự. À, thấy chùa bự quá hiểu không? Thì bắt đầu là vô đây bắt đầu tiếp tục nữa, cái duyên đến nữa. Cuối cùng ngộ thay là người ta thì thấy chỗ lạ, đồ đồn khu công nghiệp, đồ hơ hám, đồ bệnh đau chết đúng không? Giọt. Cuối cùng thằng liều mạng ở lại. Ghê chưa? Nó, trong bụng nói chết sớm muộn cũng chết. Đi đâu đi đi. Duyên xuống đây là ở đây, ở tới cùng luôn thử coi sao. Quý vị coi thấy rõ ràng không? Rồi hồi đó mà quý vị mới đi đến đây gặp những đứa, quý vị thấy ghê chưa? Ốm nhơm mà đen thui. Trời ơi, mà niệm Phật du dương ghê lắm nghe. Có nhiều cô nó trong công nhận cái tiếng niệm Phật của thầy, niệm gì đâu muốn rơi nước mắt. Niệm gì đâu mà lưng thì tôm, đầu thì nghiêng qua bên mà niệm tội là tội thì ghê. Vậy đó nghe. Mà chỉ được con cái gì vì cái tâm. Bởi vì rõ ràng không, cái tâm. Cái tâm là thật sự vì người ta quý vị ơi. Cũng vì cái tâm này mà tự nhiên nó chuyển say mình là tự nhiên gặp duyên thù thẳng. Còn bây giờ mới đây là 8 năm rồi, hiểu không? Thấy chưa quý vị? Thời gian qua mau chưa? Hơn 8 năm rồi. Bây giờ đi tu gần 14 năm rồi. Cũng tịch tịch tàn tàn ở trong chùa làm bao nhiêu việc. 14 năm rồi. Nếu như 14 năm nay mà không làm gì thì cũng qua 14 năm. Nếu như 14 năm nay mà mỗi ngày sợ làm có chuyện gì sao thì cũng không được cái gì trong 14 năm. Mà cũng qua rồi 14 năm làm bao nhiêu chuyện trong Phật Pháp. Thấy chưa? Nên có những việc làm được thì làm đi. Đừng có sợ. Làm việc tốt mà sợ cái gì? Cái chi mình đi giật của người ta, mình đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ thì cái chuyện này mình sợ. Còn mình làm được việc tốt thì quý vị cứ làm đi quý vị. Hiểu không? Mình làm sao mình cho người ta được cái sự bình an, cái niềm vui trong cuộc đời. Mà mình thật lòng mình đem Phật Pháp và chính mình áp dụng có được niềm vui, mình đem mình chia sẻ cho người ta đi. Quý vị coi bây giờ chúng ta gặp nhau trong cái cuộc đời này, nhiều Phật tử gặp những đức. Trời ơi, tuy là chưa đi đến đây được nhưng mà ở nhà nghe thầy giảng không mà vui, cỡ mở nhiều tâm tư lắm. Mình nghe vậy là mình thấy mừng rồi. Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này đem tiền bạc cho nhau nhiều thiệt nhiều, nhưng mà mỗi ngày nhăn mày nhăn mặt thì được gì đâu quý vị. Quý vị coi chúng ta sống ngoài đời quý vị thấy rõ ràng không? Dù là gia đình, anh em, người thân đi chăng nữa. Nhưng mà quý vị coi, khi mình giàu thì lời nói mình trọng lượng. Lâu lâu đám thiệt ở nhà mình giàu cái thời mà mình còn giàu, mình đi về cái là trộ, đứng ngay cái cửa đón chứ. Anh ba, chị ba. Khi mà mình nghèo rồi, đố mà thấy thằng nào mà đón mình. Mà giàu nói chuyện trọng lượng lắm quý vị ơi. Thế gian này có tiền nói chuyện trọng lượng lắm. Có tiền rồi con chuột chạy ngang mình nói con chó. Nó nói ừ con chó. Quý vị coi phải cái xã hội này bây giờ phần nhiều là như vậy quý vị. Trọng tiền, trọng danh. Thấy sang bắt hoàng làm họ. Lúc giàu thì bạn bè ào ào. Nhưng khi xa cơ thất thế thì không mấy thằng bạn nào đến gặp mình đúng không? Nên nghèo nàn nó cũng có cái lợi ích cho cuộc đời mình. Khi giàu mà nghèo, nghèo mới biết được bạn nào tốt, bạn nào xấu. Hiểu chưa? Khi nghèo mới biết nghe. Chứ đương thời chưa biết đâu. Đúng không? Bây giờ chúng ta đến với nhau, bây giờ không nói giàu nghèo. Quý vị đến với những đức có quan niệm điều này đâu. Chứ tôi không cần cái danh này đâu. Thật sự mà nói tôi không cần cái danh. Nếu cần cái danh sao tôi nói chuyện cái kiểu này chợ. Nếu cái cách nói chuyện của những đức quý vị biết, không lẽ không biết những đức không biết nói chuyện khéo sao? Không lẽ không biết nói chuyện từ từ hả? À, hôm nay quý Phật tử về đây thầy cũng nhiệt tình hướng dẫn quý vị để mà tu hành. Chúng ta trong cuộc đời này vô thường lắm, nên quý vị cố gắng tu hành. Bẻ mồm, miệng bẻ mồm nha. Tu hành là phải chân thật. Chớp chớp mắt đồ, chứ làm gì mà, chứ làm gì hả mồm hả miệng dữ đi đúng không? Nhưng mà thôi, bẻ mồm bẻ miệng nó cũng không có thật. Thật mở miệng đi.
Thấy chưa? Cái bà gỗ gỗ tỉnh, tỉnh hồn luôn. Chết chưa? Đang gỗ gục. Thấy chưa? Một cái tỉnh luôn. Mày thấy chưa? Đúng là Phật gia hộ. Xẹt một phát Phật cũng gia hộ, thấy chưa? Cả hội chúng tỉnh veo. Có nhiều bà chắc hôm qua chắc cũng đi khiếm thị về mệt hay sao. Bữa nay thấy mặt khờ khờ, xẹt cái tỉnh veo luôn, thấy chưa? Thấy không? Nên thật sự mà nói, diễn ai mà không biết. Đã là ngồi đây là biết diễn, nhưng mỗi cái môn diễn nó phải đạt được cái lợi ích cho người ta kìa, chứ không phải là nghĩ gì cái danh của mình để diễn. Hiểu không? Thà bây giờ mình nói chuyện miệng hả mắt to ra đi, cũng có những người thích như vậy mà. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này, người thương nhiều nhất cũng có người ghét mình, mà người ghét nhiều nhất cũng có người thương mình. Nên trong cuộc đời này chúng ta đẹp nhất đó là gì? Là cảm thấy cuộc đời của mình mỗi ngày có mùi xuân. Trước nhất là chúng ta phải có mùa xuân, khi ai gặp mình cũng gặp mùa xuân. Đúng không? Trời ơi, chúng ta cứ tự nhiên đi kêu người ta mùa xuân, tôi khổ là được rồi, bạn mùa xuân đi. Không được, mình phải có mùa xuân, người ta gặp mình mới có mùa xuân chứ. Chứ làm cái gì mà mình kêu người ta mùa xuân mà mình á, thì mùa thu lá đổ. Đúng không? Chúng ta phải có mùa xuân. Mình là người học Phật, mình phải tự tại, mình phải vui chứ. Hiểu không? Bây giờ quý vị kêu người ta trong mọi hoàn cảnh là khổ thì niệm Phật theo khổ, vui thì niệm Phật theo vui. Bây giờ chúng ta phải cố gắng, chúng ta làm đi. Tại vì trong cái cuộc đời này giống như đi trên một đoạn đường như quý vị à. Có khi thì đường có lúc bằng, có lúc cong, có lúc quẹo, có lúc thì cũng ổ gà. Thì bây giờ đường bằng thì chúng ta đi theo đường bằng, mà đường cong thì đi theo đường cong, cẩn thận. Đường ổ gà thì chúng ta cũng lướt sóng qua từ từ. Hay không? Thì trong cuộc đời này cũng có lúc thì thuận, có lúc thì nghịch. Có lúc thì chồng thương, có lúc thì chồng ghét. Có lúc thì vợ thương, còn có lúc thì vợ ghét. Có người thì con hiếu thảo, có người thì con bất hiếu. Nhưng trong cuộc đời này nó đa dạng. Đã là đa dạng mà cuối cùng cũng bỏ thăng, tại sao chúng ta không lập trình cho mình một tư tưởng giải thoát? Đúng không? Cái chữ giải thoát này nó hay lắm. Giải là gì? Giải là hiểu cái cuộc đời này vô thường. Giải là tất cả những cái ở thế gian này, tiền của vật chất không cầm theo được. Giải tỏa nhận thức chỗ này. Đừng để nó kéo lôi buộc ràng mình. Giải là hiểu được tất cả những cái tạo ra, rồi cuối cùng mình cũng không cầm theo được. Nhưng có chừng cuộc đời của bạn tạo những cái của cải cuộc sống trong cuộc đời này, mà vì của cải vật chất này, vì con, vì gia đình, mà bạn đã tạo bao nhiêu cái nghiệp vì cái của này chưa? Bạn đã tạo bao nhiêu cái nghiệp vì tô điểm căn nhà này chưa? Căn nhà của bạn là căn biệt thự, công ty của bạn là công ty lớn. Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ công ty lớn này và sự nghiệp này của bạn, chiếc xe này của bạn đi, bạn đã tô điểm nó bao nhiêu cái nghiệp ở trong đó? Nghiệp nói dối, nghiệp làm những điều không phải ở trong đó. Hiểu không? Như vậy thì bây giờ bạn nghe đạo, bạn muốn chuyển nghiệp là sao? Bạn muốn chuyển nghiệp thì bạn phải đem cái nghiệp này để bạn giải ra lại. Đã tạo là quy gom, giải ra là hóa giải. Từ nơi đó cái chữ giải là phải hiểu cái cuộc đời này là vô thường. Chữ thoát là tất cả những sự buồn giận hơn thua ai cũng có, nhưng chúng ta phải sớm thoát ra. Thoát ra càng sớm thì càng tốt. Hiểu không? Nói mà đứt lo luôn, cho mà ngủ gục. Hiểu không? Từ nơi đó tôi ngồi để tôi nhìn thấy ai ngủ gục là tôi sạc cái người đó lộn mèo luôn, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Hiểu không? Nói quý vị coi, cách này gọi là gì quý vị biết không? Tích tụ nguồn năng lượng dày ngày Chủ Nhật. Hiểu không? Trời ơi, không có năng lượng nói chuyện sao nổi quý vị. Không, trời, không nói chuyện nổi đâu. Trời, lên nói chuyện vài câu nó không nổi đâu, hiểu không? Nên tại sao càng nói càng hứ? Nó phải tích tụ một cái nguồn năng lượng, phải tâm quyết cực cực kỳ mạnh, cực luôn. Thấy không? Phải tích tụ được cái năng lượng đó để mà trao cho người khác. Và chính cái tâm quyết của mình khi làm việc vì chúng sanh, nó cảm được cái tâm đó nên nó mạnh dạn được, quý vị hiểu không? Và khi quý vị nói chuyện trong pháp môn tịnh độ này là cái sự quyết đoán thẳng thắn, thì quý vị nói nó mới mạnh được.
Còn nếu lúc nói mà còn phân vân đúng hay sai thì không thể nào nói mạnh được mà người ta nghe được đâu quý vị à. Hiểu không? Văn tự của cái chia sẻ tịnh độ này nó không phải là ghi sẵn để đọc thuộc, mà nó là cái sự tự nhiên sanh pháp, mà từ cái sự hành trì được sự lợi ích, từ sự lợi ích này quý vị nói ra cho người ta nghe, nghe mà cảm hóa được, hiểu không? Nghe mà nó rơ rụng cái tâm buồn phiền trong lúc ngồi đây là hoàn toàn không còn nặng nề gì nữa cả. Chúng ta sống trong cuộc đời này nặng nề để sống sao? Nặng nề để sống sao? Chồng bỏ mình rồi bây giờ nặng nề phải sống sao? Vợ bỏ mình rồi nặng nề phải sống sao? Con hắt hủi mình, mình sanh con nuôi con không lớn, con hắt hủi mình nặng nề để sống sao? Không, ta không bao giờ nặng nề để sống. Ta phải sống trong mọi hoàn cảnh, ta phải sống tốt, chứ không thể nào sống khổ được. Dù ai có bỏ rơi mình hết, mình cũng phải sống tốt. Đúng chưa? Ôi, nghe gì rồi con người nó thoải mái tâm tư của mình, thấy không? Nhân mình đã gieo, bây giờ quả mình chịu, mình đi khổ vì cái quả này à. Mình đi khổ vì cái quả này à. Mình cứ đặt vấn đề là con người ta tại sao hiếu với người ta mà con mình lại bắt hiếu với mình. Cái nhân mình bắt hiếu với cha mẹ mình của đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, thì con mình bắt hiếu với mình, cái nhân quả nó chiêu cảm. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Đúng không? Thiếu nợ mà không chịu trả hả? Đời này mà trả chưa hết để muốn đời sau trả nữa hả? Nên lấy chồng mà gặp chồng mà đối xử tệ bạc, sống với nó, sống với nó, sống hoài, nó đuổi cũng không đi nữa. Chừng nào nó ly dị thì xong được rồi đó. Tại vì nó quyết định ly dị, nó bắt buộc mình phải ký tên để ra tòa ly dị. Mình nài nỉ, mình làm bộ nghe nài nỉ nghe nè. Anh ơi anh, em thương anh lắm anh ơi anh, đừng bỏ em anh ơi anh. Mình năn nỉ quá trời, mình năn nỉ nhiệt tình luôn. Mình năn nỉ là để chi biết không? Mình năn nỉ đây là mình muốn cho nó sạch cái nghiệp với thằng chồng này đời này luôn, chứ không có muốn một chút gì dính dáng lại nữa, để đời này mình đi về cực lạc luôn, hiểu không? Nên mình năn nỉ hết lòng để coi thằng này nó quyết định sao. Cuối cùng nó nói chia tay, ký tên liền, ký tên, ký tên. Thiệt không? Ký tên. Lúc đó mình thấy cái mồi chắc nợ xong rồi. Mình quay qua mình nhìn Phật, mình nói xong rồi Phật ơi, xong. Xong vậy là con rút kiếm nha Phật. Phật nói ừ rút kiếm đi con. Lúc đó mình cầm cái bút lên, xong ký tên liền. Xong rồi đó nghe anh ha, khỏe rồi đó nghe. Ôi mấy ngày nay cố gắng năn nỉ anh có còn miếng nghiệp nào trả cho sống. Bữa nay vậy là anh quyết định rồi đúng không? Vậy là xong. Nhẹ sờ, khỏe re, đúng không? Muốn bỏ hả? Rồi anh coi, tôi sống với anh coi nè, tôi sẽ sống những ngày tháng tuyệt vời cuộc đời tôi. Cái gánh nặng trên vai tôi đã buông xuống rồi. Trời ơi, lúc trước tới bây giờ đi mà còn lề rề. Bữa nay anh coi tôi chạy cho anh coi nè, không còn ai đeo theo tôi nổi nữa đâu, đúng không? Nó vậy thì cuộc đời tuyệt vời quá. Phật pháp cho chúng ta cái gì? Phật pháp cho chúng ta một cái hoài bão, một tư tưởng cuộc đời, chứ đâu phải Phật pháp dạy chúng ta tiêu cực. Chúng ta bây giờ ở ngoài nhà khổ vô cùng, vậy mà đi vô chùa còn làm khổ nữa à? Không có chuyện này đâu. Tất cả hàng Phật tử nhớ một câu này nghe: không phải đi làm công quả trong chùa để trở thành kẻ nô lệ khổ đau, không phải đi vô chùa để bị câu thúc nặng nề, mà đi vô chùa để nghe giáo dục, để con người sống càng ngày càng sống tốt đẹp. Trời ơi, có những người tự nhiên ngoài đời đang sống đi vô chùa, có tiền có bạc đi vô chùa phục vụ một ông thầy, cuối cùng á cái gì cũng lo cho ông thầy, ông thầy ông gầy la chửi mắng khổ đau nặng nề vô cùng, mà mỗi ngày cũng lọ mọ đi theo. Những đức nó đố mà làm như vậy, công đức gì ở chỗ đó mà có? Không có. Cái công đức là ngay cái tâm an lạc á, cái công đức là ngay cái sự tự tại á, cái công đức là ngay chỗ niệm Phật á, cái công đức là ngay cái chỗ không buồn giận người ta để trong tâm á, là công đức. Chúng ta học Phật phải càng học làm sao phải càng tự tại, nhớ trong mọi hoàn cảnh nghe quý vị. Chứ không phải bây giờ đang hưng thịnh gì ngon, nói ngon lành đúng không? Nếu như mai mốt những đức có chuyện gì xảy ra mà quý vị gặp những đức mà quý vị gặp thấy những đức mà nói chào cô, thầy lúc này khổ quá cô ơi. Chùa cũng mắc, Phật tử cũng quay lưng,
Mấy bà già cũng bỏ đi hết rồi. Thầy khổ lắm cô à. Nhớ là những ngày tháng quý hoàng ngày xưa. Mỗi lần nghĩ đến là thầy gơ từng giọt lệ. Là biết thầy tiêu, thầy tiêu, thấy không? Thấy không? Lúc đó mới bị giúp giùm tay nghe. Thầy tỉnh lại đi. Thầy ngày xưa thầy nói gì thầy nhớ hay không? Thầy kêu chúng con trong mọi hoàn cảnh phải vui. Bây giờ tại sao thầy như vậy? Thầy làm con thất vọng thầy quá thầy ơi. Tỉnh lên đi thầy. Đứng lên thầy ố. Ngày xưa con khổ thầy đỡ con lên. Bây giờ con đỡ phụ thầy. Ừ, nắm tay thầy kéo lên cơ con. Người cũng có lúc này lúc khác con ơi. Lên vô xuống chó con à. Quý vị biết là nói vậy nó hay. Chứ sao thì biết đâu mình nó hô hà. Sao thì biết đâu rồi nó tự nhiên nó nhìn lục bình cho xong là thua. Hiểu không? Nhưng mà con người như Đức thì không đến nổi vậy quý vị. Vì sao biết không? Văn lang bạc. Trời ơi. Xã hội là văn lang bạc mà. Kiếm tiền chén cơm manh áo mà. Ngủ bờ ngủ bụi 7-8 năm mà. Trời ơi. Bây giờ thì đã hai bàn tay trắng bước vào đạo. Thì trở lại hai bàn tay trắng có gì đâu. Thăng các bụi quy gom về, cuối cùng thăng này trả về cho các bụi. Cuối cùng vẫn là con số không. Nên phải dùng cái thăng này làm cái gì trong cuộc đời? Nó là một ý nghĩa, đúng không? Nên những đức nói rằng tất cả những người biết tôi là biết niệm A Di Đà Phật. Cả đời nhất định là gì? Tán thán câu A Di Đà Phật. 14 năm đi tu, 14 năm gặp tịnh độ. Gặp ngay tịnh độ lúc ban đầu. Gặp câu A Di Đà Phật khi bước vào đạo. Khi cuối cuộc đời trả lại cho đời bằng câu gì? A Di Đà Phật. Mỗi người chúng ta nghe được Phật pháp, trong gia đình của mình có thờ Phật là phước báo thù thắng nhất. Đó như là cái mặt tâm linh trong nhà được phát triển. Mà đời mình xong dạy đời con cháu tiếp nối. Ba ngôi báo ở trong nhà mình đó là phước báo thù thắng nhất rồi còn gì nữa. Thí dụ như con người người ta muốn làm ác gì đi chăng nữa, nhưng mà trước mặt Phật Bồ Tát cũng sợ một chút, né một chút chứ đúng không? Tên đạo đâm dữ dằn mà gặp Phật cũng phải né một chút. Ví dụ như mỗi ngày đâm khoảng 3-4 người, gặp Phật đâm nửa người. Không? Tại vì sao vậy? Nó né một chút. Đó là vì cái quy đức của Phật. Đúng không? Chứ nó gặp như những đức là nó giết luôn. Nên gặp Phật là phải né. Nên từ nơi đó mà trong gia đình có ngôi Tam Bảo là đặc biệt lắm. Nên đời chúng ta làm ông bà cha mẹ nên gầy dựng chỗ này. Khi thăng bằng quyến thuộc mà đi đến nhà mình, cái tự nhiên cũng thấy được ngôi Tam Bảo, ta học theo. Ví dụ như giờ mình thờ ngôi Tam Bảo trong nhà gọn thôi, bộ Tam Thánh chùa mình đã tặng đó. Rồi mình thờ thiệt là gọn, đừng có thờ nhiều Phật Bồ Tát quá. Thấy không? Thờ nhiều quá nhìn không biết nhìn Phật nào Bồ Tát nào. Có nhiều người chúng ta mới đi đến chùa mà giờ Di Đà Quan Âm Thế Chí mà chúng ta có khi mình không phân biệt được với những người ta không quen, đúng không? Nên thấy ông nào cũng giống ông nào, không thấy khác gì đâu, đúng không? Nên từ nơi đó thờ cho gọn thôi. Giống như cái liêu thắt của Ấn Độ lịch sử ghi lại, chỉ đúng một tượng Di Đà ngày niệm A Di Đà Phật. Mình thờ được đầy đủ bộ Tam Thánh cũng đặc biệt lắm. Còn nếu như phòng ốc mà nhỏ thì một tượng Di Đà cũng được. Còn nếu có những người ta nói con có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm, vậy thì thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm Di Đà được không? Được. Có những người hỏi rằng bây giờ con thỉnh Phật Bồ Tát về nhà, có cần mời quý thầy về làm an vị hoặc là khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát xong rồi thờ không thầy? Những đức nói mời quý thầy về tụng hồi kinh hoặc là an vị thì cũng được, nhưng mà nói về cái chuyện mà khai quang điểm nhãn thì việc này chúng ta không dám nói tới, vì chúng ta không có cửa đó.
Mình sao có cửa khai quang điểm nhãn chư Phật Bồ Tát, đúng không quý vị? Cái tờ giấy mỏng che nghe con mắt nhìn qua bên kia không thấy đường mà đòi khai quang điểm nhãn chư Phật Bồ Tát. Việc này quý vị thấy có hơi hơi bị thần kinh không? Đúng không? Nên từ nơi đó phải nhận thức cho nó kỹ, nói rõ dễ hiểu. Không có cửa đó. Chúng ta có thể làm một cái lễ cho hàng Phật tử. Nếu như mình có duyên với quý thầy thì được. Chúng ta giống như cái ngày thỉnh Phật lên mà có quý thầy đến nhà, có y áo coi nó ấm áp, đúng không? Giống như trong ba ngôi báo thì bây giờ Phật thì nhập Niết Bàn, Pháp thì cũng còn tại thế, nhưng cần hoằn truyền nên cần tăng, tăng để đại diện cho Phật. Thì có vị tăng đến nhà cũng được. Nhưng nếu không có vị tăng nào đến nhà vậy thì quý vị đại diện cho Phật. Tại vì quý vị là đệ tử của Phật, quy y với Phật nên muốn học Phật. Mình đã quy với Phật rồi thì mình cũng là người đệ tử của Phật. Mà đệ tử của Phật đại diện cho Phật để làm việc Phật Pháp được. Cư sĩ cũng là đệ tử của Phật. Trong bốn chúng đệ tử, tăng ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đúng không? Chúng ta là người học Phật, quy y với Phật là chúng ta là đệ tử của Phật. Chỉ người xuất gia cũng quy y với Phật, cũng là đệ tử của Phật. Nhưng nếu có được người xuất gia có y áo đến làm lễ thì cũng được. Mà nếu y áo cho ngon lành, mời thiệt nhiều tăng về đi cúng dường để làm một cái lễ an vị thiệt lớn linh đình, nhưng xong rồi không tu gì cả để Phật Bồ Tát lạnh lẽo, vậy thì cũng không đặc biệt bằng chúng ta an vị một mình niệm Phật. Mà mỗi ngày chúng ta đều niệm Phật, cái quan trọng vô cùng là mỗi ngày tu, chứ không phải là an vị cho lớn rồi bỏ Phật nằm đó, ngồi đó, hiểu không? Cái quan trọng là tu, chứ không phải là cái chùa thiệt là lớn, tượng thiệt là to mới là cảm được. Mà cái quan trọng là tu mới cảm, còn tượng chỉ là tượng trưng, hiểu không? Phật Pháp á, nếu là dùng tượng trưng không á, thì Phật Pháp nó không có phát triển rộng như vậy. Mà Phật Pháp nó cần có nền giáo dục thì nó mới phát triển được Phật Pháp. Quý vị phải nhớ rằng cái vai trò của Phật Pháp á, nó có một vai trò rất lớn đối với xã hội, đối với đất nước. Nội mà năm cái phạm trù mà Đức Phật đưa ra là chúng ta thấy cái nền giáo dục của Phật giáo đặc biệt rồi. Quý vị coi, không sát sanh, vì chúng ta ai cũng muốn sống thì con vật cũng muốn sống, nên đạo Phật chủ trương không sát sanh mạng chay. Không trộm cắp, vì chúng ta là tạo của cải vật chất, ai trộm cắp ai giật của mình khổ, nên mình không thể nào giật của cải người khác hay ăn cắp của cải người ta. Không tà dâm, giữa vợ chồng đến với nhau chung thủy. Không nói dối, vì không nói dối giữ được uy tín nên lập được sự nghiệp cuộc đời. Không uống rượu, uống rượu làm cho mê mờ lý trí, nên uống rượu là có khi mình làm sai, phạm bốn cái giới kia. Nên từ nơi đó năm cái phạm trù này là năm cái phạm trù đặc biệt để mà gây dựng một gia đình hạnh phúc. Mà gia đình hạnh phúc, gia đình hòa thì vạn sự hưng, gia đình thịnh thì đất nước thịnh, đúng không? Đó. Nên năm cái phạm trù của Phật giáo đưa ra là một nền giáo dục để mà hỗ trợ cho mỗi một đất nước con người để mà được tốt đẹp. Và mỗi một người lãnh đạo tiếp nhận năm cái phạm trù này thì là lãnh đạo tốt, đúng không? Đó. Nên có thể dạy gia đình được thì chúng ta mới dạy xã hội được. Gia đình mình bất hòa lấy gì dạy người ta? Quý vị có chức phận nhưng bây giờ vợ quý vị nó leo đậu, quý vị nó ngồi, quý vị dạy người ta được không? Đúng không? Nó trước nhất phải giải quyết được chị vợ này. Bữa nay nói chị vợ này là cũng ngon, chứ mọi bữa là nói con vợ không. Đúng không? Từ nơi đó phải giải quyết cái chị vợ này. Chị vợ này chị dữ dằn quá, phải làm sao? Bẻ mấy cái nanh chị, vuốt mấy cái nanh nó lại mới được, đúng không? Trước nhất phải giải quyết cái chị vợ này đi, rồi mới làm ăn được cái gì, làm ăn được bên ngoài. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ nếu Nhuận Đức là người không đi tu, mà Nhuận Đức thí dụ như đi có vợ, mà bạn bè nó thích vợ Nhuận Đức lắm, mà nó về nhà nó gặp Nhuận Đức cái bị vợ hét cái là xanh mặt xanh mày, hét cái là chưng cắn, rung. Vậy thì bạn bè nó có chơi với mình không? Không nghe mấy ông. Bạn bè nó ngại lắm chơi với thằng bạn sợ vợ, hiểu không? Thật sự mà nói, chơi với thằng bạn sợ vợ, có khi bạn bè mà bạn mình mà sợ vợ mà mời mình đến nhà ăn cơm mình cũng không dám đến, mình cũng nghe. Tại vì sao? Ai biết được cái sự cố xảy ra bất tử, thấy không? Con vợ nó đánh đạn chúng mình, rồi có khi mai mốt người ta hỏi ủa cái đầu mày sao mà chảy máu mà bị thẹo,
không lẽ mình nói bị vợ bạn đâm. Đúng không? Vì sao? Vì cái chuyện mà mình sợ vợ là nó kẹt cho bạn bè. Nên cái chuyện mà người đàn ông là cái chuyện mình không phải ăn hiếp vợ, mà mình cũng không được sợ vợ. Mình đừng có ăn hiếp người ta, mình cũng không được sợ người ta. Đúng rồi thôi. Cái gì vợ mình nó nói đúng, mình dạ. Hiểu không? Cái gì mà chồng nói đúng, mình dạ. Đúng không? Dạ qua dạ lại nhau. Chữ dạ không phải là sợ, mà chữ dạ là chúng ta có lễ phép thôi. Đúng không? Mình dạ với cha mẹ mà được thì mình dạ với vợ được, mình dạ với chồng được, đúng không? Nó ví dụ như bây giờ chồng nói mình dạ, à, dạ. Vợ nói mình dạ em. Đúng không? Nên từ từ đó ý, cái hạnh phúc biết nhiều nói không? Trời ơi, cái nâng na nhau lên là thấy là hạnh phúc rồi. Đúng không? Chứ chúng ta đừng có nghĩ cái ngợ những cái việc mà chúng ta bị yếu bóng vía hơn gì. Sợ là sợ, còn không sợ là không sợ. Thấy không? Mình đã không sợ vợ, mình có giặt đồ cho vợ, mình cũng không sợ vợ nữa. Mà càng giặt đồ chừng nào thì nó càng sợ mình ác đạn chừng nấy. Vì sao? Người đàn chồng nó quá đặc biệt mà. Mình đi làm về xong mình đi vô, mình thích uống cà phê, mình pha ly phê mình uống à. Mình thích ăn cái gì mình vô, mình dọn chén, mình lấy đồ ăn mình ăn à. Thích nấu mì vô nấu mì ăn à. Nói, vợ nói, ủa sao mà anh đi làm gì mệt, không kêu em làm sao? Thôi, em ở nhà cũng mệt lắm. Anh đi ngoài mệt đâu mệt. Vợ nó thương mình nhiều thêm. Ta nể mình, thương mà ta nể, hiểu không? Còn cái kiểu mà mình đi làm gì mình nằm đó, mình kêu em đi ly cà phê đó. Mai mốt mà tôi mà đi về mà chưa pha ly cà phê là biết tay với tôi rồi, nó kêu nữa nghe. Đúng không? Cái đó là mình gia trưởng, nó cảm thấy nó hơi quá đáng. Có khi mình đâu có biết được cái việc người ta ở nhà, con cái gia đình người ta phải khó khăn làm sao. Đúng không? Mình chỉ nghĩ mình đi kiếm tiền là ngon rồi, vậy là không có được. Đó. Nên cái sống với nhau là cái hiểu nhau kìa. Rồi hiểu mới thương, mà hiểu mới thông cảm. Đó. Thí dụ như bây giờ mình làm đàn ông hoài, lâu lâu mình làm đàn bà thử vài ngày thử coi. Đúng không? Đúng không? À, mình làm đàn ông hoài mình không biết cái khổ người đàn bà. Thì bây giờ chúng ta thử làm đàn bà thử một tuần. Đấy, bây giờ anh cho em làm đàn ông đó. Tuần lễ này em đừng có làm chuyện gì trong nhà cửa, để anh. Để anh cho con ăn uống, anh cho con bú sữa này kia, rồi anh thay tã cho con luôn. Làm việc hết trong nhà luôn, nấu cơm, đồ làm việc tất cả. Việc trong chùa, cửa nhà gì, trong nhà chứ không phải trong chùa. Rồi rửa nhà vệ sinh rồi này kia làm hết luôn thử tuần. Một tuần lễ mình làm rồi mình mới thấy cái khó của người phụ nữ. Rồi người phụ nữ đi làm chuyện người đàn ông một tuần, quý vị mới thấy cái khó của người đàn ông. Thì hai bên khi hiểu cái khó của nhau thì thông cảm cho nhau. Ha. Mới nói là có hiểu thì mới có thương. Nên mấy ông chỉ biết người ta, nói người ta là ở nhà không làm được chuyện gì thì mình thử làm việc của người ta. Ha. Rồi mình đặt vai trò vào người ta mà mình mang bụng bầu 9 tháng 10 ngày. Bây giờ mấy ông không mang bụng bầu được, bây giờ mấy ông lấy cái gối mấy ông buộc vô cái bụng mấy ông đi một tuần đi. Nê 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 một tuần lễ cả ngày lẫn đêm. Buộc cho cứng vô, bụng cho bự lên. Làm bà bầu một tuần thử coi mấy ông sẽ hiểu được. 9 tháng 10 ngày mà người ta ở trong bụng thiệt á, người ta khổ làm sao, người ta chịu đựng đó đó. Thì mấy ông lúc đó mới thật sự mấy ông thương vợ. Khi mà vợ chồng mà thương nhau như vậy thì tức khắc hạnh phúc liền, không nói gì nghe hiểu không? Dù nghèo cũng hạnh phúc nữa. Thật sự mà nói tất cả người phụ nữ ai mà không muốn mình có một người chồng mà hiểu mình. Dù là nghèo nhưng mà chồng của mình rất tuyệt vời. Dù là nghèo nhưng rất im ấm. Dù là một buổi cơm đơn giản bình dị, nhưng khi mình được vợ mình dọn buổi cơm cho mình ăn là mình cảm thấy trân quý một buổi cơm đó. Lỡ bữa nay nấu hơi nhão một chút, người vợ hỏi anh cơm bữa nay hơi nhão, ăn có thấy dở quá gì không anh? Thì mình nói một câu, đôi tay em dọn, không có gì nhão đó với anh đó. Không? Nghĩa là miệng em dọn cơm, em nấu cơm là ngon. Mình nói đây nói thật luôn, hiểu không? Mừng rồi đó. Nếu mình không có vợ ai dọn cho mình ăn đó. Nên từ nơi đó thì tự nhiên mình nghe Phật Pháp gì, mình mới thấy giữa con người với con người nó xích gần lại. Và nó chăn quý nhau xích gần lại quý vị. Tại sao tình người con người không phát triển? Nó không phát triển tình người thì con người sẽ khô cằn sỏi đá, hiểu không? Nó con người sống nó phải phát triển được tình người. Nên Phật giáo là gì? Phật giáo là một nền giáo dục trí thiện. Mà giáo dục cái gì? Giáo dục mỗi một con người sống tốt, mỗi một con người sống vui, mỗi con người sống lành mạnh. Ai sai cỡ nào học Phật cũng vui. Vì sao? Vì chúng ta buông rất nhiều thứ trong cuộc đời này nó mình nhẹ.
Quý vị coi bây giờ trên vai mình vác quá nặng, mà mình vác thêm nữa làm sao mình khỏe đây. Mà Phật giáo giúp cho mình buông xuống, buông xuống bớt đi. Thí dụ như mình buồn giận ai cực kỳ nặng thì Phật giáo dạy mình là buông bớt cái chuyện buồn đó đi, thì mình nhẹ. Bây giờ mỗi một con người từng buồn trách người khác nha, bây giờ mình tự ngồi bình tĩnh hỏi lại chính mình đi. Bản thân của chúng ta buồn giận người khác, mình có vui sướng gì không? Hỏi lại mình kỹ đi. Rồi lúc đó chúng ta cho ra cái đáp án là buồn giận người khác mình không vui. Như vậy thì buồn giận người khác mình không vui, người ta cũng không được thoải mái. Thì thôi chúng ta nên cởi mở, càng sớm càng tốt. Không, những đức nói gì chứ những đức có khi cũng buồn giận người ta dữ lắm. Chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Trời, không phải nói được mà làm được đâu trời. Làm được một phần nào thôi, nó chưa có làm được hết. Khi quý vị thấy như đức giảng, như đức cũng trách người này trách người kia, thấy chưa? Nó phàm phu mà, nó phàm phu mà sao không trách người ta? Nhưng mà nó nói thì nó nói ngon vậy chứ nó làm chưa có được bao nhiêu. Nhưng mà cũng nên nói cho người khác làm hơn mình cũng tốt, hiểu không? Cái tâm vậy là nó được rồi, chứ đừng có nói mình làm không được mình không chịu nói. Biết đâu mình lại có cái duyên nói thì sao? Đâu phải ai cũng nói được đâu. Mình có cái duyên mình nói thì mình nên nói ra đi. Người ta thấy cái lý đó tốt, đúng thì người ta làm. Còn nếu thấy không đúng thì thôi, có gì đâu ha. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng á, chúng ta đừng bao giờ đặt một cái vai trò cho một ông thầy là tiêu chuẩn quá cao. Vì ổng cũng vẫn còn là phàm phu, dù là cạo đầu đắp y nhưng đâu phải là tứ đại giai không. Không có không đâu, nó còn nhiều thứ có lắm, hiểu không? Nó có tiền, có xe, hiểu không? Rồi cũng thích nhìn người đẹp, đều có hết. Nhưng mà đòi hỏi chúng ta nhìn nhận trong cái cuộc đời này, tất cả cái có đó nó có tồn tại với theo mình mãi trong cái cuộc đời này, và khi mình chết mình có cầm theo được hay không. Nó nhận thức được điều này thì trong cái có đó là chúng ta khéo léo sử dụng, chứ không phải là chúng ta bị nó buộc ràng. Như vậy thì cũng hay rồi, cũng tốt rồi. Có nhiều con người chúng ta tạo ra và chúng ta bị nó buộc ràng, nên chúng ta rất là khổ. Nên chúng ta bây giờ có nó, nhưng chúng ta lại sống rất tự tại. Có cũng tốt mà không có cũng tốt. Có tiền thì xài theo có tiền, còn không có tiền thì thôi. Có xe mới thì đi xe mới, không có xe mới thì đi xe cũ. Có đồ cũ thì bằng đồ cũ, mà có đồ mới thì bằng đồ mới. Như thế nào cũng được, tập được như vậy thì trước nhất là chúng ta cũng thấy vui. Và Phật giáo thấy cũng đặc biệt dạy mình một cái nếp sống tự tại đó quý vị. Thấy không? Đó. Chứ bây giờ nói buông xả, con buông xả, đưa cho thầy, đưa cho thầy, thầy giữ hết chưa? Ô, thầy giữ giỏi như vậy sao thầy? Con cầm tiền bạc con nặng nề, con phiền não quá. Thầy cầm có phiền não không? Thầy, không bao giờ. Thầy tứ đại giai không, cầm tiền như không có tiền, nhìn người đẹp như không nhìn người đẹp. Cái, như vậy thì cái gì cũng đưa cho thầy hết hả thầy? Đúng, thầy giữ là chắc nhất. Con đưa cho thầy đi. Rồi cuối cùng thầy gớt xuống luôn, thầy gớt tuốt dư luôn, đúng không? Nên cái tâm của người tu họ lớn lắm, rất là lớn, đúng không? Họ có thể chấp nhận gớt xuống cho quý vị đi lên, nhưng những đức thì không dám. Chơi cái trò này không được, đúng không? Cái gì chứ cỡ nào chúng ta cũng cùng đi lên, chứ tự nhiên kêu mình gớt xuống họ đi lên, họ không có dám chơi trò này, hiểu không? Nên từ nơi đó kêu người ta buông xả là buông cái tình chấp. Chứ mình là người tu không phải là kêu người ta bán nhà bán đất để đưa cho mình. Lỡ người ta tu không được thì sao? Gia đình người ta nhà cửa đâu ở đây. Bây giờ mình nói một câu rất rõ ràng, quý vị dám làm thì dám chịu, dám bỏ ra thì khổ cỡ nào cũng chịu. Suy nghĩ cho kỹ. Không còn cái gì hết mà bị người ta trở mặt quay lưng, vì quý vị chịu nổi không? Nếu chịu nổi thì làm đi. Vì là quý vị là Bồ Tát thật rồi đó. Sợ Bồ Tát nhất thờ khi nghe những lời mê ngọt, không? Sợ nhất thờ nghe mấy lời kích động ngọt ngào, chúng ta xả sạch, xả xong rồi giật mình, rồi cuối cùng bị trở mặt quay lưng, lúc đó quay lại chán nản Phật Pháp và sanh ra một cái tâm gọi là đi ghiêu gheo. Vậy thì đừng nên làm, đừng có làm cái chuyện này, nghe chưa?
Đi đến chùa là nghe đạo tu hành để mà chúng ta được vui vẻ an lạc. Còn đối với tiền bạc vật chất nhà cửa của mình thì mình cứ để mình sử dụng cái gì mình làm được, dưới khả năng mình làm được. Còn đừng bao giờ nghe xả mà đi xả sạch rồi cuối cùng trở ngại trong cuộc đời mình, rồi mình đi xin ai? Tại vì mình còn ăn cơm, hiểu chưa? Còn ăn cơm, chứ không phải là chúng ta đi ngáp gió mùa thu được. Hiểu không? Đi không phải đi ngáp được đâu mà no được đâu, đúng không? Nên học Phật nói rất là rõ ràng. Nên chúng ta đi học Phật là quen biết nhau đông đúc gì. Bạn bè là bạn bè, anh em là anh em. Cái gì giúp được thì giúp, chứ không có dính dáng tiền bạc. Chứ không nói là bây giờ tôi cần mượn tiền mượn bạc gì đó, chị em giúp đỡ cho tôi mượn tiền gì vậy. Mình nói là cái này phải hỏi chồng, hỏi trời ơi. Chị đưa tôi đại đi dạy 3 ngày, chị em mình nghe thầy Đức giảng nhân quả quá trời, của chị tin tôi sao? Không, tôi mà còn chưa dám tin tôi mà tin chị cái gì chị? Có khi mà tôi dự định ăn có 2 chén cơm mà tôi vớt 3 chén đi mà chị ơi chị. Thôi chúng ta lúc này lúc khác chị ô. Thôi bây giờ mình tu thì mình cứ tu, chừng nào gì cực lạc rồi tính. Chứ cái diện ở trong cái cuộc đời này thôi chị ơi, lỡ có chuyện gì đây chồng con nó nói này nói kia khó xử lắm. Thôi chị thông cảm, để hỏi chồng tiếng đi. Chuyện gì giúp thì hỏi chồng, hỏi vợ đàng hoàng. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn, đúng không? Còn chúng ta học Phật thì cái lý học Phật của mình cứ học. Còn cái chuyện gia đình chồng con chưa hiểu Phật pháp thì cái đó là cái chuyện chúng ta phải hòa nhập với gia đình. Còn cái cá nhân học Phật của mình thì mình hiểu rồi thì mình cố gắng duy trì mình học cho thật là tốt, mình thật là vui. Như vậy thì ai nói được mình? Nó học Phật mà nghe buông xả đi bán nhà bán đất đưa, cái vụ này tôi sợ lắm á nghe. Ứng lắm á. Thì vì thấy chùa chiền người ta đang xây gì mà có bao giờ người ta nói tiếng gì đâu. Ở là ở chung. Lỡ tôi kêu người ta xả nhà xả cửa mai mốt tao tìm tôi sao chặt. Đúng không? Người ta tìm mình á. Người ta tìm mình, ta nói ngày xưa tôi nghe con nghe thầy kêu bán nhà bán đất, bây giờ con khổ thầy phải giải quyết cho con. Không lẽ bây giờ sao giờ quý vị? Hiểu không? Nên thôi quý vị, trong Phật pháp á, đã làm tốt thì tự nhiên cái duyên nó đưa đẩy đến à. Chứ mình đừng ở nơi phan duyên, hiểu không? Nên quý vị đi về đây tu nó thoải mái lắm, đúng không? Về đây thoải mái mà về nhà phải thoải mái nghe không? Nó, nên ở gia đình có ngôi tam bảo nè, duy trì 2 thời tu cho đàng hoàng. 2 thời sáng tối còn chút xíu à, thờ có 1 tiếng đồng hồ à. Niệm Phật lễ Phật không vậy mà 2 thờ đó đặc biệt lắm á chàng. Cái thờ tu buổi sáng mà tu xong 1 thờ đó nghe, nó làm cho mình tự nhiên mình gặp ai mình cũng cởi mở, mình vui vẻ dữ lắm. Mà gương mặt mình nó tươi vui, người ta gặp mình là người ta kết mình liền à. Hiểu không? Rồi chiều mình tu thờ giống như một ngày mình làm mệt mỏi, mình lắng động lại từ cái thờ tu có 1 tiếng đó đó, hiểu không? À, rồi đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ nè. Máy này hay lắm nghe chưa? Mót suốt luôn đó trời. Công việc suốt luôn đó mà người ta đeo cái máy này, người ta niệm Phật suốt luôn đó. Nó những người trẻ trẻ đồ này kia đó thì mình chơi cái điệu niệm Phật vượt găng chút. À, cái điệu này nó hút lắm biết không? Cái trẻ như mình đúng không? Còn già thì cái điệu hộ niệm 4 chữ. Già theo mấy trẻ không chơi không nổi. Thấy không? Từ nó đó già thì từ từ, còn trẻ thì phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó khỏe mà thu hút, hiểu không? Thì những đức cũng còn khỏe nha. Nên những đức cứ niệm cái điệu đó lúc nào cũng bên mình. Đây qua Đại Tùng Lâm thì 15 phút thì niệm được 15 phút. Còn á, đi vòng vòng chùa cũng niệm được 5-10 phút. Cứ 1 phút mót 1 phút, 1 phút mót 1 phút, 1 chút mót 1 chút. Có nghĩa là lúc nào cũng mót câu Phật hiệu. Mà khi mót câu Phật hiệu rồi nó tích tụ cái nguồn năng lượng cơ thể nó tiến vào lắm cậu. Cái chuyện này là chỉ có cái người tích tụ năng lượng mới hiểu được thôi. Tại vì sao? Vì cái câu Phật hiệu là thánh thiện quá. Hiểu không? Câu Phật hiệu nó quá thánh thiện. Nên từ nơi đó mà mình mà nghe câu Phật hiệu, mình mà niệm câu Phật hiệu là cái tâm thánh thiện nó làm cho tâm trạng của người mình bớt đi cái sự sân hận buồn trách người khác. Nên khi mà bớt buồn trách người khác thì nó tích tụ cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng những đức thấy có những cái mà những đức giải quyết không có được từ nội tâm, vì mà những đức tu một thờ vì mà giải quyết được. Không nhặt cái câu Phật hiệu này gì đâu mà hay, quá hay. Bây giờ đi hỏi ai cũng không giải quyết được, gì mà lên tu một thời giải quyết được. Nên những đức đã từng có một câu nói rằng là trong câu Phật hiệu này có bổ nguyện, trong câu Phật hiệu này có pháp âm. Khi niệm câu Phật hiệu là pháp âm vang dội. Câu Phật hiệu khi niệm lên, chân thật niệm lên thì cái câu Phật hiệu này là có bổ nguyện nên phát ra pháp âm để hóa giải cái tâm đang bị
không cởi mở được. Hay lắm rồi, ôi quý vị, nói đơn giản đâu. Cái công việc trong chùa mà xung quanh chùa mình mà bây giờ mấy điểm mà 1.200 người mỗi ngày, quý vị nghĩ. Bây giờ cái lượng người về quá đông trong cái mùa hè này, mấy vị biết giải quyết bao nhiêu vấn đề luôn. Đó, vậy mà buổi chiều bây giờ là không lên chánh điện tu luôn. Tại vì sao? Vì cái lớp nhỏ nè, 125 đứa ở đây. Bây giờ nó ở đây mỗi ngày thôi, mỗi ngày mình xuống mình nói chuyện một chút, mình tu với nó, hiểu không? Rồi con nít mà thôi, quý vị cho nó ăn uống một chút, nó vui, nó mới nghe lờ. Chứ quý vị bỏ đại bỏ càng nó đi, nói không dám đâu. Còn mấy nhỏ gái mười mấy tuổi này, bây giờ với cái tuổi này của nó là không dễ như ngày xưa đó. Ngày xưa còn nhỏ nhỏ thì còn dễ dễ, còn bây giờ mười mấy tuổi này là căng nè. Nó mười mấy tuổi này là căng lắm, chứ không có chuyện đơn giản đâu. À, như vậy mà nó nghe những cái riêu riếu, nó thích, nó quý mình rồi, mình dạy nó nghe, thấy chưa? Nó ở đây tháng mấy được là quý vị nghĩ không có đơn giản đó, mà nó thích ở, thấy không? Cái chuyện này là cái chuyện mình phải làm sâu sắc mới làm được. Đó, nên nó gầy dựng cho những mầm non tương lai biết Phật pháp. Mấy quý vị có buổi sáng mà có khi bây giờ chủ nhật buổi sáng không lên tu luôn, phải chia sẻ Phật pháp mấy buổi sáng nữa, thấy chưa? Vậy thì phải làm sao? Vậy là tịnh độ mỗi lúc mỗi nơi. Cái người tu tịnh độ làm sao mà mỗi nơi mỗi chỗ mình niệm Phật được? Mà muốn niệm Phật được thì dùng chiếc máy này là một cái đạo tràng tịnh độ để hỗ trợ chúng ta về tha lực. Chúng ta tự lực là thích tu rồi, nhưng phải cần có tha lực để hỗ trợ trên con đường tu. Nên chiếc máy nhỏ này là lúc nào cũng đeo, đeo để mà nghe câu Phật hiệu, thấy không? Để mà mình niệm được câu Phật hiệu. Mỗi một câu Phật hiệu mình chưa niệm được mà lỗ tai mình nghe. Khi lỗ tai mình nghe rồi thì cái quý vị biết rằng là trong tất cả các cái công đức từ niệm Phật, lễ Phật và nhìn thấy Phật và nghe danh hiệu Phật, thì cái công đức mà nghe danh hiệu Phật là lớn nhất. Nên Phật có nói trong kinh rằng là pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe ầm. Đó, không? Mà đeo cái máy niệm Phật này là nghe âm thanh. Mỗi người có hai cái này, giống hệt những đức luôn. Một cái hết pin thì dùng cái kia, mà cái này nó lâu lắm, mười mấy tiếng nè, nghe không? Cái này hết pin thì nghe cái nọ. Làm sao xoay chuyển trong cái giỏ của mình, đi đâu cũng để thêm cái máy niệm Phật mà giống như là nó thay đổi, thì hai chiếc. Mà khi tặng cho người ta thì cũng nói như những đức nói gì nè, thì người ta mới thích chiếc máy niệm Phật này, nó mới ý nghĩa của chiếc máy niệm Phật. Còn cái người chưa từng nghe tịnh độ là phải tặng cho mọi người ta chiếc máy nghe pháp B52, để cho người ta nghe pháp rồi người ta mới chịu niệm Phật. Như những đức bây giờ là thích niệm Phật là vì hiểu rồi. Đó, nên quý vị mà muốn tu cái pháp môn tịnh độ này á, mà tu mà không bỏ cuộc, những đức nói nghe, những người mà gặp pháp môn tịnh độ này mà bỏ pháp môn tịnh độ này á, trời ơi, câu này không phải những đức nói mà Ấn Tổ ngài nói á nghe, quý vị đã gặp của báo vô giá. Như kẻ cùng tử mà đi lên núi báo mà trở về tay không, như một người đói mà gặp mâm cổ mà không chịu dùng. Vì coi đó, pháp môn tịnh độ là pháp đại thù thắng. Mà trong cuộc đời của người chúng ta mà có cái thắng này mà gặp ngay tịnh độ, đúng là pháp đại thù thắng. Quý vị biết, quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ đi, tôn giả A Nan nêu lên rằng khi mà Đức Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuẩn bị giảng tịnh độ là giảng kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu thế giới Cực Lạc, thì quý vị biết rằng là tôn giả A Nan nói rằng từ xưa tới nay ở bên cạnh của Đức Thế Tôn chưa bao giờ lần nào thấy Đức Phật mà dung nhan đẹp và quang minh sáng như ngày hôm nay. Chắc chắn rằng Đức Phật hôm nay chuẩn bị giảng một cái đại pháp gì đây, ta phải thỉnh mời Đức Thế Tôn để giảng diệu pháp. Thì khi tôn giả A Nan vừa thỉnh Đức Phật thì Đức Phật tán thán tôn giả A Nan rằng: một lời hỏi của ông ngày hôm nay công đức còn lớn hơn là ông cúng dường cho một cõi các vị A La Hán. Đó, nên tổ sư mới nói rằng vậy người ta niệm một câu A Di Đà Phật công đức còn lớn hơn đem bảy báo cúng dường 100 năm. Thì quý vị biết cái công đức niệm Phật này lớn cỡ nào chưa? Ôi ơi, những đức nói cho quý vị nghe chứ, một con người nghèo, một con người xấu, một con người không thông minh, một con người mà gọi là bệnh hoạn, gặp pháp môn niệm Phật này là quý vị gặp thầy thuốc này là gọi là gì? Thầy thuốc vô thượng y vương. Đó, thấy không? Nên từ nơi đó bác sĩ vô thượng y vương là A Di Đà Phật trị bá bệnh.
Bác sĩ chị cái bệnh mà thọ mạng chưa đến chứ chị được cái bệnh buồn không? Chưa chắc. Vậy mà niệm ai với Đà Phật chị bệnh buồn? Bác sĩ không trị được cái bệnh đọa lạc trầm luân, như vậy mà ai với Đà Phật trị được cái bệnh đọa lạc trầm luân? Bác sĩ không trị được cái bệnh mặc cảm, nhưng mà ai với Đà Phật trị được cái bệnh mặc cảm? Tôi nói thiệt chứ ngày xưa tôi mặc cảm nhất là tôi bị hô. Mặc cảm, hô không dám cười luôn. Mỗi lần cười miếm 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 cái miệng, tôi nói đây để cho tất cả những người hô. Những người hô nên bỏ cái tâm mặc cảm hô đi. Súng răng, bỏ cái tâm mặc cảm súng răng luôn. Đi hai hàng, bỏ cái tâm đi hai hàng luôn. Thấy không? Sức môi, bỏ cái tâm sức môi luôn. Ngọng nghịu, bỏ cái tâm ngọng nghịu luôn. Có nghĩa là lùn xấu cỡ nào, bỏ cái tâm nó đi. Chúng ta mừng là mình được thăng người rồi. Nếu như chúng ta không có được thăng người mà thăng súc sanh thì quá khổ, hiểu không? Mình may mắn mình được thăng người rồi. Mình tu phước thì sao để mình hưởng gì? Mình đi chán buồn làm gì? Đúng không? Người ta thì tu phước lớn, người ta sanh ra người ta đẹp, người ta cao ráo, mặt có duyên. Còn mình thiếu phước, mình không có tâm cung kính, mình sanh ra mình lùn xỉn. Thấy không? Lùn mà mặt buồn nữa chứ. Tướng đi hai hàng lưỡi mũi châu, xấu đủ thứ xấu. Thì bây giờ nếu mà mình mà còn bị mặc cảm nữa, vậy thì cuộc đời của người mình sống trong cái buồn chán mà mặc cảm, vậy thì sống có ý nghĩa không? Không. Nên con người sống trong cuộc đời này, dù cho sự cố gì xảy ra với ta, nhưng ta phải sống mạnh mẽ và hướng đến việc sống đó để sống cho thật là tốt đẹp, chứ không phải là né tránh để rồi trở thành người buồn chán. Không, sự thật là sự thật. Nhớ. Từ nơi đó mà quý vị mà nghe gì rồi, với tâm tư nó cởi mở sạch hết trơn luôn. Nó cởi mở ra nhiều. Nên chúng ta học Phật là gì? Để cởi mở tâm tư, cởi mở những sự buồn chán trong cuộc đời. Nghèo thì cũng nghèo rồi, buồn chán nó cũng nghèo à. Nó giàu thì cũng giàu rồi, mà sợ sệt thì nó cũng giàu à. Như vậy mà chúng ta mang cái bệnh nhiều thứ lắm. Nghèo thì cứ buồn với cái khổ cái nghèo. Còn nó có giàu không? Không. Vậy mà bây giờ mà học Phật lại đi, có chừng nó giàu lại đó. Giàu à? Chứ không phải giỡn đâu. Nó gọi nói hoài mà không chịu nghe nữa thôi. Không. Người này mười mấy năm về trước làm được cái trò gì ở ngoài đời? Làm được trò gì chứ, ăn chơi lại. Đúng không? Thật sự mà nói thì cũng làm có tiền, nhưng mà ăn chơi thôi, chứ nghĩ ngợi cái gì lợi ích cho ai chứ. Thì con người này không có ai mà chỉ họ, có thể kêu họ mà sửa cái tính đó để mà họ làm tốt lại không có nghe. Như vậy mà họ niệm ai với Đạo Phật gì mà ngộ thay, chuyển được. Thấy chưa? Rồi niệm ai với Đạo Phật bây giờ tự nhiên nó thương người mù luôn. Vì coi á, tự nhiên niệm Phật giết mà bây giờ bầu thương bầu, mù thương mù, thấy không? Già thương già, trẻ thương trẻ, bị đê thương bị đê. Vì coi á, sao mà câu Phật hiệu này tự nhiên nó phát tâm lạ như vậy ta? Tự nhiên một câu Phật hiệu thôi mà nó làm cho con người này thương nhiều người như vậy. Rồi một câu Phật hiệu tự nhiên nó giúp cho con người này xả cái tâm tham. Thì vị nghĩ bây giờ tổ chức chương trình người mù vậy mà không có một chút xíu dụng ý gì để kiếm tiền là bỏ tâm tham mà còn gì, đúng không? Người ta làm cái gì mà không muốn lợi nhuận? Nhưng mà cái cầu lợi nhuận của người tu là cầu lợi nhuận gì? Cầu lợi nhuận giảng sanh cực lạc. Cả đời sống trong cái thiệt thòi mà vui, cuối cuộc đời lấy cái lợi ích gì? Về cực lạc. Còn người thế gian bao nhiêu con người là chúng ta cái gì? Bỏ ra phải lấy lại, bỏ một phải lấy mười. Cứ lấy lại, vậy thì cuối cuộc đời chúng ta ngu đầu mã diện đến tìm mình, đầu trâu mặt ngựa đến xử mình, đúng không? Tại vì mình chọn mà. Đó, quý vị biết rằng cái thiệt thòi trong cuộc đời này mà người học Phật mà nhìn thấu buông xuống đó nghe, quý vị không có khổ đâu, và cũng không thiếu luôn nữa. 100% những đức làm thấy nè. À, xác thực luôn, mà làm thiệt nghe. Mình muốn thí nghiệm luôn đó quý vị. Thí nghiệm thử luôn á. Nó bây giờ con em ta vô chùa lo hết lòng hết dạ, mua đồ ăn ngon, đồ mua sầu riêng rồi cho nó ăn, ăn kích liệt luôn, cho mày ăn thoải mái luôn thử coi sao. Rồi mấy bà già đồ mua gì ăn là mua cho ăn, mấy cô mình lo cho họ, lo nhiệt tình, lo nhiệt tình,
gặp người giúp được, nhiệt tình giúp luôn chương trình người mù, làm tới cung luôn, thử cái năng sao. Vậy mà lạ thay nó vẫn không thiếu. Thì rõ ràng là Phật dạy không có sai. Chúng ta làm mà đừng cầu mà tự có. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có được cái gì, vì cái tâm này nó an lắm. Trời ơi, chương trình người mù hôm qua xong nó vui cả ngày, nó vui luôn tới tối, không muốn ngủ luôn. Nó vui lạ kỳ. Chắc là người mù người ta về chùa, người ta nghe pháp rồi người ta được tiền, người ta vui. Mà bao nhiêu cái niềm vui nó trả lại cho mình vì cái nhân cái quả không? Mà không nhận Phật gia hộ, quý vị ơi. Hôm qua mà người mù mà trời mưa, cái không biết nó chạy đi đâu. Đúng là mình làm việc cho Phật pháp nó hay gì đâu, vị coi đó. Mà hôm qua lại mát như bữa nay luôn. Hôm qua buổi sáng mát lắm, mấy vị coi ngồi ngoài sân nắng vậy đó mà mát. Thấy chưa, làm việc Phật pháp như thấy Phật gia hộ chưa? Ngồi mát ngon lành lắm đó. Nên từ nơi đó mà chương trình hôm qua ổn định. Trời, xong chương trình mừng quá trời. Xe gì đâu mà nó hàng. Vậy mà xong một chút xíu, nửa tiếng sau người mù mất tiêu hết trơn. Công nhận gì đâu mà nó ngộ ghê thiệt chứ. Thế mà số lượng 3.500 người hôm qua. Hôm qua là 3.500 người đó. Nó cái lượng mà người ta đến tặng tiền là 500 người, còn cái lượng người nghèo với người tật nguyền, người mù là 3.000 đó. 3.000 người đó quý vị. Giỡn đâu. Trời ơi, gì đâu mà nó kín mít người ta. Mưa xuống cái chắc người mù ngồi im gu chỗ à. Nên hôm qua Như Đức nói rằng mà đi ra mà té một cái là nó dặm còn cái xương không, chứ đừng nói còn thịt. Vì thấy không, như vậy đó mà hôm qua ổn định cái chương trình. Ngon lành mà công nhận mình có duyên người mù ghê nghe. À, không ngờ niệm Phật mà giờ nó có duyên tùm lum chợ. Nói chuyện người mù ngồi kêu ríu nghe luôn á. Những Đức nói hôm qua tôi nói chuyện xong ngồi im re, không ai được đứng lên đi ra ngoài nghe chưa. Ngồi từ đầu tới cuối không dám đi luôn. Một chút mình đi ra mình nghe cái anh mù. Anh nói một câu vậy nè: thầy cũng kêu không cho đi ra, mắc tiểu cũng chết luôn mà cũng ngồi nãy tới giờ. Thì thấy chưa, nói một tiếng một người mù ngồi im re mà không hó hé luôn chợ. Kinh khủng không? Rõ ràng cái duyên dày với người mù. Mà người mù thích Như Đức lắm nghe. Những Đức dàn lên niệm câu Phật hiệu dứt câu là vỗ tay sùm. Mà nói gì cũng vỗ tay chứ nha. Rõ ràng bởi vì cái câu người xưa nói thấy chưa: thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Bởi vì mình sống cho người ta thương đi thì cái gì nó cũng tốt chứ. Mình sống mà người ta ghét rồi cái tốt cũng thành xấu, thấy không? Nó bây giờ mình học Phật rồi, đói chờm sớm láng giềng, mình nên mở lòng mình ra một chút đi, thấy không? Bây giờ mình biết nhà mình mà nhà mình đang lúc bình yên, nhưng sau này nhà mình không bình yên nữa rồi ai giúp mình đây? Bà con dòng họ nó đến thì mình cũng ra bả rồi. Nên từ nơi đó đó, bà con xa không bằng láng giềng gần. Mình là người nghe đạo thì đối chờm sớm láng giềng phải có một cái sự gần gũi giúp đỡ nhau. Mà mình gần gũi giúp đỡ nhau, mình tu mình lễ Phật có lớn tiếng chúng nó cũng thông cảm. Còn nó mà ghét rồi quý vị biết rằng mình niệm Phật chút xíu nó cũng kêu công an lại bắt mình, làm ồn náo phố thị người ta, phải không? Nên đói với chòm sớm lâu lâu đổ bánh khọt bánh xèo để bưng cho ta ăn, đúng không? Nó có cái gì chia cho người ta miếng đi. Nó chòm sớm giúp đỡ nhau, cứ giúp nhau đi sẽ có lợi ích. À không, cuộc đời những Đức nó thiệt mà nói nghe, đưa là một cái chủ trương sống của cuộc đời. Tôi không nói cao xa, tôi nói cả đời con người tôi quyết định một điều, mục tiêu mà tôi làm luôn. Cái gì? Nhất định tôi thương con người tới cùng luôn. Ừ, tôi bắt tay vô việc làm này rồi đó. Có nghĩa là tôi bắt tay vô cái việc đối với con người là tôi sẽ thương hết lòng. Tôi nhiệt tình tôi giúp đỡ đối với con người, đỡ tối đa về cái chuyện mà đụng chạm với con người. Nhất định phải thương con người. Tôi bắt tay tôi làm việc này cả đời tôi làm đó. Nó có nghĩa là phải có mục tiêu nghe. Nên có một câu rất là hay: nghèo, xấu, thiếu học chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là không có hoài bão. Thấy không? Tôi câu đầu tôi thiếu hết à, nên tôi phải có hoài bão. Hoài bão là gì? Hoài bão là tôi bắt tay vô cái việc là tôi phải giúp con người. Mà mình lại đủ duyên lạ, đi tu đủ duyên nghe. Chứ quý vị mày đời muốn giúp con người không phải dễ đâu. Ở đâu tự nhiên ta nghe đi mà giúp? Chưa chắc đâu. Mà phải tu duyên tu phước từ từ nó mới có được chứ.
Bây giờ quý vị giúp cho chòm sớm, từ từ chòm sớm nó biết quý vị là người gì đó. Mình thường hộ niệm, niệm Phật cho người ta. Ai đau chân có thẳng chân đi không sao đó quý vị. Sao chân chòm sớm người ta biết cái bà đó, cái ông đó diện diện vậy đó, ai mắc là lớn hộ niệm giúp đỡ cho người ta. Họ đồn với đồn cái sớm, sau này sớm có ai bệnh đau mắt kêu mình lợi, kêu mình lợi giúp giùm. Đó là mình tạo cái nhân, từ từ mình có được cái cơ duyên để mình giúp người, hiểu không? Bây giờ Nhân Đức làm nhiều chương trình giúp cho nhiều người già, bây giờ người ta đi tìm Nhân Đức nhiều, nên cái cơ hội người ta tìm mình để mình cơ hội mình làm được việc này trong cuộc đời. Nhân Đức từng nói một câu rằng thà một năm sống có ý nghĩa còn hơn trăm năm sống vô nghĩa. Nên cái duyên làm được việc cho chúng sanh, làm tới cùng luôn, làm còn chiếc áo cũng chơi luôn, làm xả láng sáng có gian mấy cài gì. Nên từ nơi đó làm tới luôn. Vì sao? Trời ơi, cuộc đời có mấy chục năm ngắn ngủi rồi quý vị. Ô, chúng ta lay quay là tuổi già đến với mình rồi, lay quay là tuổi già đến với mình rồi. Mình không trân quý cái tuổi mà đang làm được này, chờ cơ hội nào, chờ cơ hội nào. Có một người gặp Nhân Đức nói một câu vậy nè: ông phải làm từ từ, qua cái đời của ông phải đào tạo cho đời thứ hai để nó làm theo ông, chứ ông đừng có mà nó giống như là hoa nở dội tàn. Thôi, có cơ hội nở thì nở đi. Ôi trời, quý vị có cơ hội bị làm được thì bị làm đi, bị chờ đời thứ hai, đời kế tiếp. Quý vị phải tin chỗ này nè, tin cái chỗ là nếu chúng sanh có phước, nơi đó có người cầu, có người cần, thì Phật Bồ Tát bổ xứ đến nơi đó. Không phải là do bị đào tạo mà ra, mà là do chúng sanh nơi đó có phước mà có người đến giúp người ta. Còn nếu như không có người cần thì lũ đạn đến. Không có người cần mà lũ đạn đến chứ làm sao? Trời ơi, quý vị nói chuyện đào tạo con người. Con người nó có chủng tử sẵn, tự tâm cảm tâm, tự tạo cảm đạo mà ra. Chứ đâu phải cái chuyện mà muốn đem đến là đem đến. Nó đâu phải là con người muốn làm ra là làm ra. Nên chúng ta làm được thì làm đi, làm tới bờ tới bến luôn đi. Cuộc đời mình vẫn là những ngày tháng huy hoàng đặc biệt, đúng không? Người ta ví dụ như những ngày tháng huy hoàng ăn chơi hư hỏng sa đọa. Còn chúng ta những ngày tháng huy hoàng làm gì? Những ngày tháng huy hoàng làm những việc lợi ích trong cuộc đời. Dù sau này khi mình hết thờ, mình vẫn thấy những ngày tháng huy hoàng của cuộc đời. Thấy không? Trời ơi. Nên tất cả học Phật tử khi nghe gì rồi, nó thông hết cái tâm của mình, để mà mình tu, mình làm sao mình hiểu được, để rồi mình sống cho thật là đúng đắn trong cuộc đời. Cái quan trọng nhất là chúng ta như thế nào, sống những ngày tháng vui vẻ, sống tốt đẹp niệm Phật, để khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi người chúng ta đi về chùa để tu, vừa nghe pháp niệm Phật. Có nhiều người chúng ta nào là cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân. Mục tiêu mình cũng muốn mình an lạc và giúp cho thân bằng quyến thuộc mình, người sống được an mà người chết thì được siêu thoát. Chúng ta về đây nghe pháp hiểu được cái nguyên lý của cầu an cầu siêu là quan trọng nhất là ngay mình. Chính bản thân mình thượng an thì mới cầu an cho người. Chính bản thân của mình nhìn thấu cuộc đời này mà tu cầu giải thoát thì mới cầu siêu cho người. Nếu như chúng ta chỉ có cái cầu an cầu siêu bên ngoài mà mình không tu thì không thể nào mà giải quyết được vấn đề cầu an hay cầu siêu. Nên chùa mình thì từng chủ nhật nào cũng cúng thí thực rất là nhiều. Những đức biết được rằng người sống mà đi đến đây đông gì thì người chết mà chưa siêu người ta cũng về đây. Hay rất là nhiều
Người nữ ở đây cũng từng mang nghiệp phá thai. Mà quý vị từ khi nghe đạo tới giờ mình cũng muốn cầu siêu cho tất cả những hương linh thai nhi được siêu thoát. Nên đi về đây chúng ta cùng tu học, nương vào toàn thể đại chúng này để mình cầu siêu cho các cháu. Nên quý vị, cái quan trọng nhất là ở nhà nghe pháp và niệm Phật, tu được hai thờ và những ngày chủ nhật sắp xếp được, chúng ta rủ người đi đến đây tu. Từ cái tâm cỡ mở của chúng ta bao nhiêu thì tất cả những cái thai nhi tâm quán hận sẽ cỡ mở bấy nhiêu. Có những người về chùa gặp những đức, họ nói rằng bằng đêm có khi gặp ác mộng, hoặc là ngủ mà gặp những cái cảnh giới xấu, nhìn sợ lắm. Những đức khuyên họ cố gắng niệm Phật, trước khi ngủ cứ niệm Phật để dỗ giấc ngủ, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật và nghe pháp. Thời gian từ từ tự nhiên cái tâm của mình nó trụ vào pháp, vào câu Phật hiệu, thì tự nhiên nó hóa giải cái nghiệp quan gia và mình tự nhiên nó nhẹ nhàng. Nên mỗi một người chúng ta về đây tu, chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và hàng Phật tử khắp nơi nơi coi qua chương trình này. Thân tâm thường an lạc, phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạo quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả các vị, và nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả các vị đều nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quan gia nên giải không nên kết, chỉ có về thế giới Cực Lạc thì chúng ta mới hết khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung, tập phương nhất thiết ngộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, biến thập phương nhất thiết cô hồn cầm, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lục lăng ta bà ha, án mộng lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, chùa chúng ta mỗi tuần các cháu nhỏ về đây rất là đông, mà hiện tại ở đây mùa hè các cháu về đây đông lắm, ở đâu trăm mấy chục đứa gái ở đây, còn bên kia thì cũng 70-80 thằng trai bên chùa mới. Nên các cháu từ khi còn nhỏ mà nghe được Phật Pháp đặc biệt lắm. Về chùa được nghe Pháp niệm Phật và các cháu được dự cái lễ phóng sanh. Nên những đức thường dạy các cháu nhỏ, từ khi còn nhỏ cũng phải có cái tâm từ bi. Từ một con ruồi, một con muỗi, con kiến cũng không dám giết. Con nít mà vậy thì nó chuyển cái nghiệp ác của nó, sau này nó thiện dữ lắm. Thí dụ như con mình đi đến đây mà nó đúng là nó bất hiếu với mình đó. Nhưng từ khi còn nhỏ mình dẫn con cháu mình đi vô chùa nghe đạo, biết tu, nghe nhân quả, tự nhiên nó chuyển cái nghiệp bất hiếu nó trở thành có hiếu à. Nhờ vậy mà các cháu nó có phước, có duyên, sau này cuộc đời các cháu được tốt đẹp quý vị. Nên cái công đức phóng sanh này rất là lớn. Khi chúng ta mà dự cái lễ phóng sanh, cái tâm trạng của người mình nó vui, nó thoải mái dữ lắm. Như những con chim này nó đang bị nhốt trong đây giống như nó đang ở tù, mà mình thả nó ra nó mừng vô cùng, giống như mình ở tù mà ai thả mình mừng lắm. Nên vừa thả đi mà chúng ta còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những con chim này được kết duyên với Tam Bảo và nghe được pháp môn tịnh độ, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi được thả ra nên ở trong chùa để nghe danh hiệu Phật, và khi bỏ thân nên hướng về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vàng sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.